Bây giờ các đồng chí cho tôi tập trung vào mấy vấn đề lớn thế này. Chúng ta nói chuyện về Bác Hồ bao giờ và ở đâu cũng là rất xúc động. Nhưng mà đặc biệt xúc động lại được nói về Bác chính trên quê hương của Bác, tỉnh Nghệ An của chúng ta, một mảnh đất gọi là địa linh nhân kiệt. Và hôm nay xin các đồng chí nhớ cho là 50 năm về trước, đúng nửa thế kỷ đấy, 50 năm về trước là những người con trên quê Bác. Chúng ta hàng năm phải dỗ Bác vào ngày âm lịch các đồng chí, nhất là các đồng chí nữ này. Các đồng chí nhớ cho là chúng ta làm dỗ Bác vào ngày 21 tháng 7 âm lịch, nó đúng với mùng 2 tháng 9 dương lịch của năm đó. Và từ nay trở đi, cứ 21 tháng 7 âm lịch hàng năm, các đồng chí thắp một nén hương tưởng niệm Bác với tất cả lòng thành kính và biết ơn vô hạn với một người con vĩ đại của Tổ quốc đã dâng hiến trọn đời cho dân cho nước, dâng hiến đến mức hy sinh, dấn thân và hóa thân, không có một chút riêng tư nào. Ngay cả hạnh phúc riêng của cá nhân mình Bác cũng hy sinh hết, mà tất cả chỉ vì chúng ta thôi. Cho nên nhắc đến Bác Hồ đấy, trong mỗi một người Việt Nam ở mọi thế hệ, lại mà nhất là các nhà giáo nữa, thì chúng ta càng lưu ý đến là học Bác đến muôn đời đấy các đồng chí. Nhà văn Sơn Tùng của chúng ta lại cũng cùng quê Nghệ An với chúng ta. Ông ở Diễn Châu mà Bác Hồ thì ở Nam Đàn. Các bạn cố gắng tìm đọc tất cả các tác phẩm của nhà văn nhé, mà bây giờ đã được tặng danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới rồi. Nhà văn Sơn Tùng đã nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, và năm nay cụ đã 92 tuổi. Nhưng mà một điều đau đớn cho chúng ta là nhà văn đã nằm hôn mê trên giường bệnh 10 năm nay mà vẫn chưa đi được. Thế là tác phẩm Bông Huệ Trắng để viết về mối tình của Bác với cô Lê Thị Huệ đấy đành dở dang cả. Nên chúng ta sẽ đọc, sẽ nghiên cứu toàn bộ các tư liệu về Bác càng nhiều càng tốt, từ cô giáo mầm non đến các giáo viên các cấp học phổ thông cho đến cả các giáo sư đại học. Toàn ngành giáo dục của chúng ta phải ra sức học tập làm theo Bác. Đảng ta đã có chủ trương là dạy về Bác Hồ từ mầm non đến đại học và đến cả bậc đào tạo tiến sĩ về Hồ Chí Minh học nữa. Thì đây là một nhiệm vụ chiến lược trọng đại. Tôi rất là cảm động khi nghe bài phát biểu của đồng chí Bí Thư Thị ủy. Thế là lãnh đạo của thị xã chúng ta đã chọn đúng một điểm huyết mạch, đó là giáo dục và đào tạo. Mà trong giáo dục đào tạo ấy, thì cơ sở vật chất có khang trang hiện đại đến mấy đi nữa đấy, cũng chỉ là khả năng thôi. Muốn thành hiện thực hay không còn tùy thuộc vào chất lượng các nhà giáo, cả về tài năng, cả về đức độ và cả bản lĩnh về nghề nghiệp. Cho nên hôm nay chúng ta gặp mặt nhau đông đủ như thế này bên thềm năm học mới, thì mỗi chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi tất cả những suy tư và cảm xúc của mình về nghề nghiệp từ tấm gương đạo đức của Bác. Với một quan niệm như vậy, tôi xin tập trung vào ba điểm lớn. Điểm thứ nhất là chúng ta cùng nhau hệ thống hóa lại những sự kiện nổi bật đang diễn ra mà đều liên quan đến Bác Hồ, để làm cái nền cho việc giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Điểm thứ hai là chúng ta đi vào nghiên cứu tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ, nhất là những chỉ dẫn của Bác về giáo dục, về nhà trường, về nhà giáo. Bức thư Bác gửi cuối cùng cho ngành giáo dục năm 1968, lúc Bác 78 tuổi, Bác nói là dù khó khăn đến đâu cũng phải quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt.
Và trước khi mất, bác vẫn còn có thư gửi cho ngành giáo dục. Năm 68 là bác gửi thư cho toàn ngành giáo dục. Còn năm 69, đúng vào mùng 1 tháng 6, năm 69, 3 tháng trước khi mất, bác gửi thư cho thầy và trò một trường tiểu học ở thành phố Hải Phòng, gọi là trường Vĩnh Niệm ở quận Lê Chân. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đấy chính là địa điểm mà 10 vạn đồng bào và các cháu học sinh từ Hải Phòng đến Hà Nội đi đón bác từ Pháp về vào tháng 10 năm 1946. Mà 2 tháng sau thì toàn quốc kháng chiến nổ ra. Mà trong hoàn cảnh căng thẳng như thế, nước sôi lửa bỏng, vận nước ngàn cân treo sợi tóc, chiến tranh đã sắp sửa nổ ra mà bác vẫn có thể bình tĩnh ngồi viết thơ cảm ơn các cháu học sinh đi đón bác từ Pháp về. Và trong bức thư này, bác có khuyên các cháu 5 điều mà bây giờ chúng ta gọi là 5 điều bác dạy thiếu nhi. Tuy nhiên, 5 điều bác khuyên của năm 46 và 5 điều bác dạy thiếu nhi mà các trường... Các xin các đồng chí nhớ là bác của chúng ta đau khổ lắm. Cả gia đình bác không ai có cuộc sống riêng, không ai có hạnh phúc cả. Bác thì cô đơn đến tận phút chót của cuộc đời. Anh không vợ không con, chị không chồng không con. Mẹ mất khi còn trẻ, bà mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan, chỉ sống được có 33 tuổi, mất ở Huế. Mà khi mồ côi mẹ, bác có 10 tuổi đầu. Bố bác là Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy đấy, đã rời bỏ tất cả quan trường, trả lại mũ áo triều đình, trở về sống ẩn dật trong lòng dân. Mà cụ mất trong một hoàn cảnh cô độc, không có một người thân bên cạnh, mà mất ở một nơi rất xa xôi, tận Cao Lãnh, Đồng Tháp, chưa một lần bác đến. Đặc biệt nữa, bác của chúng ta lại còn có một người em trai nhỏ, em út này. Bố mẹ bác sinh được 4 người con, bác là thứ 3. Em nhỏ bác là Nguyễn Sinh Nhuận. Nhưng mà vì không có một giọt sữa nào của mẹ, cho nên toàn bế em sang hàng xóm xin bú nhờ, xin cơm xin cháo nuôi em ở ngoại ô thành phố Huế. Lúc ấy gia cảnh nghèo lắm. Em nhỏ bác chỉ sống vẻn vẹn có 4 tháng tuổi đã mất, chưa đầy một tuổi. Mà bác của chúng ta tuổi ấu thơ đấy, chứng kiến cả cái chết của mẹ và của em một cách trực tiếp. Còn bố mất, anh mất, chị mất, bác đều không có nhà. Tôi nhắc lại những điều này để chúng ta liên tưởng đến một con người, một cuộc đời chỉ vì dân, vì nước mà chịu đau khổ, hy sinh hết. Và vì vậy mà chúng ta phải đền ơn đáp nghĩa, nhớ ơn bác đến trọn đời và quyết tâm làm theo bác để xứng đáng với bác. Thì việc bác mang tên là Nguyễn Ái Quốc cách đây đúng 100 năm có một ý nghĩa lịch sử rất to lớn. Người ta gọi là từ đây trở đi, số phận của dân tộc Việt Nam đã bắt đầu thay đổi. Nguyễn Ái Quốc là một cái tên rất tượng trưng, người thanh niên họ Nguyễn yêu nước, thế thôi. Lúc bấy giờ bác 29 tuổi, ở Pháp, và các nước đế quốc thực dân ấy, chia nhau thuộc địa sau đại chiến thế giới lần thứ nhất, thì bác thành lập hội những người Việt Nam yêu nước ở nước ngoài. Và bác thay mặt cái hội yêu nước này gửi đến cái hội nghị Versailles của các đế quốc thực dân, đều đề ra yêu sách gồm 8 điểm: đòi độc lập cho Việt Nam, đòi các quyền tự do dân chủ cho công dân, cho con người, ta gọi là nhân quyền và dân quyền. Và trong 8 điều yêu sách đó, bác đề xuất một điểm là bãi bỏ việc ra các sắc lệnh bằng việc ban hành các đạo luật. Đây chính là mầm mống đầu tiên của tư tưởng nhà nước pháp quyền dân chủ sau này mà chính bác là người thiết kế xây dựng.
Đảng ta bây giờ đang ra sức hoàn thiện nhà nước pháp quyền, dân chủ, chính là từ cái ánh sáng dẫn đường đó của Hồ Chí Minh mà lúc đó Bác mang tên là Nguyễn Ái Quốc. Đấy là sự kiện 100 năm Bác mang tên Nguyễn Ái Quốc. Mà ngay sau đó đến năm 1920, lúc Bác 30 tuổi, thì Bác đã trở thành một người cộng sản Marxist chân chính rồi. Đức tính dịu dàng, ngành giáo dục đa số là phụ nữ, y tế cũng vậy. Với phụ nữ đấy, dịu dàng còn quý hơn cả thông minh cơ. Thông minh chỉ là vấn đề trí tuệ thôi, dịu dàng là từ trái tim này, từ trái tim nhân hậu của người thầy người mẹ mà cảm hóa được học trò của mình. Chuyên phương pháp cực kỳ quan trọng. Ở đây nếu có các cô hiệu trưởng mầm non thì rất mong các cô lưu ý cái điều đó, nhất là năm học mới sắp bắt đầu. Tiểu học là nền tảng của giáo dục phổ thông, mầm non là trước tuổi học. Tiểu học là nền tảng của cả giáo dục phổ thông, cho nên Bác chú trọng về đạo đức, đức là gốc. Bác nói là tiểu học phải lấy đạo đức làm đầu, toàn bộ giáo dục tiểu học xây dựng trên nền tảng của đạo đức. Chứ năm điều Bác dạy là thế, phải dạy đạo đức chứ, đức là gốc. Bây giờ các đồng chí thử xem này, năm điều Bác dạy thiếu nhi của chúng ta, ta dạy như thế nào nhé? Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, đúng không? Lao động tốt, học tập tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, thật thà, vệ sinh, dũng cảm. Chúng ta thuộc lòng như thế cả. Mà có khi chúng ta thời còn nhỏ ta cũng học những cái điều như thế này. Thế bây giờ chúng ta mới nghĩ lại nè, ta đọc đi đọc lại từng câu, từng chữ, từng dòng một, tại sao lại không có cái chỗ nào yêu thương cha mẹ anh em cả là thế nào, mà lại bảo đấy là của Bác. Học yêu tổ quốc, yêu đồng bào này, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, thật thà, vệ sinh, dũng cảm, nhưng mà không thấy yêu thương cha mẹ anh em ở đâu cả. 50 năm nay cả nước cứ dạy như thế này, ở bất cứ một trường tiểu học nào cũng có cái bức áp phích rất là trang trọng, Bác quàng khăn đỏ cho các cháu, dưới là năm cái điều in đậm đề là Hồ Chí Minh. Bây giờ ta mới vỡ lẽ ra, năm điều ấy tuy đề tên Bác nhưng lại không phải Bác viết. Tác giả của năm điều này chính là Trung ương Đoàn, mà tồn tại hàng nửa thế kỷ nay rồi. Thế cho nên ta mới phải dạy năm điều này sao cho đúng với nền tảng đạo đức như Bác nói. Bác rất chú trọng đạo đức, mà trong đạo đức nó có cái chữ hiếu, hiếu nghĩa, tận trung với nước, tận hiếu với dân, rồi là hiếu với cha mẹ, ông bà, anh em, thì mới thành người được các đồng chí. Thế bây giờ ta đi tìm trong tất cả các tác phẩm của Bác, ta tìm đúng được bức thư Bác gửi cho các cháu thiếu nhi, trong đó Bác cũng có năm điều, nhưng Bác không dùng từ dạy, Bác dùng từ khuyên. Khuyên nó mới dân chủ, dạy mà không dân chủ nó thành ra áp đặt mệnh lệnh. Bác gửi thư cho các cháu thiếu nhi và đồng bào đi đón Bác ở Pháp về ngày 20 tháng 10 năm 1946, lúc đó Bác 56 tuổi, là chủ tịch nước rồi. Bác cảm động cảm ơn các cháu như thế này nhé. Tôi đọc nguyên văn để các thầy các cô cùng nghe này. Các cháu yêu quý, Bác nhớ các cháu luôn luôn, và các cháu chắc cũng luôn nhớ Bác. Bác ở Pháp về, 10 vạn đồng bào và các cháu đi đón Bác từ Hải Phòng về Hà Nội, Bác rất cảm động, Bác rất vui lòng. Lại được biết các cháu được biết đọc biết viết, mặt mũi vui tươi hớn hở, quần áo sạch sẽ, Bác rất vui lòng. Nhân đây Bác có 5 điều khuyên các cháu, mong các cháu gắng thực hiện. Bác dùng từ khuyên nhé, và Bác mong mỏi chờ đợi nhé, các cháu gắng thực hiện.
xin các thầy các cô dạy tiểu học là cái đối tượng môi trường và trực tiếp phải ứng dụng năm cái điều này. Ta làm một phép so sánh. So sánh đúng là năm điều của bác với năm điều của các vị trung ương đoàn là thế nào nhỉ? Dù là đề tên bác và cũng đã xin phép bác rồi đấy. Đấy. Thế còn câu chuyện này xin phép bác có đồng ý hay không thì ta sẽ nói sau. Bác nói thế này nhỉ? Bác có mấy điều khuyên các cháu, mong các cháu gắng thực hiện. Điều thứ nhất, các cháu phải siêng học. Siêng tức là chăm chỉ, siêng năng, cần mẫn. Các cháu tiểu học nó mới có 6 tuổi, bắt đầu lớp 1 bây giờ là 6 tuổi gì nữa. Đầu tiên phải siêng học đã chứ. Rồi lớn dần lên lúc trưởng thành, nó sẽ biết thế nào là yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Các cháu phải siêng học, điều đầu tiên. Điều thứ hai này, các cháu phải sạch sẽ. Ta không hiểu bác, ta đi chữa cái từ sạch sẽ của bác thành từ vệ sinh các đồng. Bây giờ toàn nói vệ sinh cả đấy chứ. Bác nói sạch sẽ cơ mà, các cháu phải sạch sẽ. Bác biết chúng ta sửa như vậy, bác phê bình đấy. Bác bảo các chú là nhà giáo, nhà quản lý mà các chú hiểu sạch sẽ đơn giản vậy sao? Bác khuyên các cháu sạch sẽ là để các cháu tắm rửa hàng ngày cho thân thể sạch sẽ, đỡ đau ốm bệnh tật. Và quan trọng hơn là phải sạch sẽ về tinh thần, không được nói tục, không được chửi bậy, không được đánh lộn nhau, không được ăn cắp vặt. Sạch sẽ bác hiểu như thế cơ mà. Ta toàn chạy theo thị thời thượng, cứ chữa hết về vành vệ sinh nhất đó. Ta xem, bác là như thế đấy. Điều thứ ba này, các cháu phải kỷ luật. Bé phải có kỷ luật nề nếp, lớn mới thành công dân tốt được. Kỷ luật. Điều thứ tư, các cháu phải tập sống văn minh. Đất nước đã độc lập tự do, dân không còn nô lệ như trước nữa, phải tập sống với tư cách một người văn minh. Mà muốn cho các cháu văn minh đấy, các thầy các cô phải là tấm gương. Các bạn biết cái chuyện rất đau lòng là cô giáo mà bắt học trò uống nước rẻ lau bàn chứ. Có thể nói là một sự sỉ nhục với nghề nghiệp đấy các đồng. Mà đấy chỉ một ví dụ thôi, còn bao nhiêu chuyện khác nữa chứ. Phải sống văn minh. Mà muốn cho trò văn minh, thầy phải là tấm gương. Tấm gương sáng chứ. Tôi cũng nói ngay này, ta phải chữa cái lỗi trong tư duy này. Thường chỉ coi trọng cái người dạy cấp cao thôi, chứ rất là coi thường những người dạy cấp dưới. Các nước văn minh đấy, càng giỏi thì mới càng dạy lớp dưới. Giáo sư, tiến sĩ dạy lớp 1 là khó lắm, nó không dễ đâu. Chứ ta thì vì ở một cái trình độ còn thấp, cho nên là ta lại bệnh hiếu danh, cho nên toàn nghĩ chuyện cấp cao, mà nhiều khi không đánh giá đúng cấp dưới. Mẫu giáo cực kỳ quan trọng, tiểu học cực kỳ quan trọng. Đấy là bước chuẩn bị cho trung học và đại học sau này, cho nhân tài đất nước sau này. Cho nên hôm nay rất mừng là có đông đủ các đồng chí lãnh đạo của thị xã. Tôi rất mong các đồng chí dành sự quan tâm đặc biệt cho ngành giáo dục, nhất là mầm non và tiểu học. Vì đấy là bước đi khởi đầu để đảm bảo chất lượng lành mạnh cho chúng ta. Đấy, năm điều bác dạy thì có cái tự văn minh là thế. Điều thứ năm mới quan trọng này. Điều thứ năm mới đích thực là bác Hồ này. Các cháu phải yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em. Bác là một người con chí hiếu, chí tình, chí nghĩa. Yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em. Và bác sau này bác dạy là lớn lên không chỉ yêu thương cha mẹ mình mà phải yêu thương cha mẹ của người khác nữa, tức là cả dân tộc, cả nhân loại. Tình thương của bác là mênh mông như vậy. Đấy mới là năm điều của bác. Còn cái năm điều chúng ta dạy bây giờ, vì nó tồn tại 50 năm nay rồi mà nó rất đúng, nó rất hay chứ không có gì sai, thì ta cứ dạy. Nhưng nó đúng, nó hay, nhưng mà nó lại không đủ. Nó không đủ ở chỗ thì nó thiếu mất cái nền tảng đạo đức. Thiếu mất cái câu cuối cùng của bác rất là quan trọng, mà không hiểu vì sao vô tình hay là thế nào mà ta lại bỏ quên cái điều này. Là một. Hai nữa này, bác rất chú trọng về phương pháp và đối tượng. Thế thì năm điều mà ta dạy hiện nay ấy, nó nổi bật cái yêu cầu về chính trị là chính.
chứ nó thiếu đi cái hơi thở của đạo đức, nó thiếu cái hồn nhiên giản dị của tuổi thơ. Đấy. Thì đấy là câu chuyện mà bây giờ ta phải nhận thức lại từ năm điều đích thực của Bác là năm điều khuyên năm 46 với năm điều dạy hiện nay nó đã định hình rồi, thì ta phải thổi hồi đây vào cái hồn đạo đức cho nó, tức là một sự bổ sung. Anh Nguyễn Đắc Vinh trước là bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, rồi sau này về bí thư tỉnh Nghệ An. Tôi có nói với anh Vinh là phải đặc biệt quan tâm đến thanh thiếu niên và nhất là giáo dục. Đấy, từ hồi đó. Đặc biệt nữa là thế này. Thế bây giờ tại sao lại có cái năm điều Bác dạy mà ta dạy hiện nay? Đầu đuôi câu chuyện là thế này. Năm 1961, đúng cái năm Bác về thăm quê ta lần cuối cùng này, Bác 71 rồi, thì kỷ niệm 20 năm thành lập đội thiếu niên tiền phong. Bác thành lập năm 41 ở Bắc đó mà. Đến năm 61 là tròn 20 năm thành lập đội. Các vị ở Trung Đoàn cũng nghĩ rằng cái sáng kiến là phải có một bức thư đề Bác, tức là đề tên Bác, chuẩn bị trước cho Bác, rồi Bác thông qua thì con như của Bác dạy các cháu năm điều. Đấy, năm điều nội dung như vừa rồi. Trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong hoàn cảnh cả hai miền đều làm hai nhiệm vụ, vừa giải phóng miền Nam vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì cái năm điều ấy là đúng. Trong cái bối cảnh lúc bây giờ nó như thế, chú trọng rất nhiều vào chính trị thì là đúng thôi. Nhưng mà ta quên mất một vấn đề là nó phải đúng với đối tượng và phương pháp của nó. Đối tượng là các cháu nhỏ thì phải khác, mà phương pháp thì phải khác. Ta đơn giản quá, ta quên chỗ này. Ta dạy các cháu như dạy người lớn vậy. Năm điều này dạy cho chúng ta thì đúng, những người lớn đã trưởng thành, chứ các cháu nó phải mềm mại, hồn nhiên, đúng với tuổi thơ của nó cơ. Thế là các vị nhà mình mới soạn ra năm cái điều đó, và rất tin rằng là hay, là đúng. Thế nào Bác cũng thông qua. Thế mang lên trình Bác, lên trình bày báo cáo với Bác thì Bác lại đi vắng. Văn phòng của Bác báo là Bác đi nước ngoài còn dài ngày mới về. Bác đi Liên Xô, tình hình quốc tế rất phức tạp. Bác sang để dự các hội nghị quốc tế ở Liên Xô, rồi kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga, mà phải có nhờ uy tín của Bác mới giải quyết được cái bất đồng trong phong trào cộng sản. Chứ Bác đi là thế mà còn lâu mới về. Thế lẽ ra đợi Bác về đã, thì lại không đợi, lại bảo nhau là thôi, ta cứ đăng báo cho thực hiện, rồi Bác về nói Bác không cả. Ta cứ có cái cách làm việc đơn giản thế mà ta cũng, bởi vì nó đúng chứ nó có sai đâu. Rất đúng, rất hay. Năm điều này hoàn toàn đúng, không có gì sai cả. Nó chỉ thiếu và nó không đúng phương pháp. Thế là lúc Bác về, lúc Bác về đến báo cáo Bác thì mọi việc đâu vào đấy cả rồi. Đã đăng báo, đã phát động, đã dạy hết cả nước rồi. Rồi sau này miền Nam, giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất, dạy cho luôn cho cả nước như thế nữa. Mà cứ để tên Bác là Hồ Chí Minh, đưa cả vào bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập năm cái điều như thế này. Thế đến trình bày Bác nói rõ lý do như vậy, mong Bác thông cảm. Bác cười, lại còn nói câu này chứ, còn nếu cần thì Bác chữa. Bác bảo thế nào? Bác bảo các chú đăng báo rồi mà lại bảo Bác chữa. Bác không chữa đâu. Nếu Bác chữa, người ta sẽ nghĩ thư này không phải của Bác. Bác bao dung tinh tế như thế, ta phải nhận ra chứ. Ta lại đơn giản quá bảo thế, tức là Bác đồng ý đấy. Thế là cứ thế dạy đâu. Và Bác nói một câu sau rất quan trọng mà ta không để ý. Bác bảo thôi, các chú dạy các cháu được mấy điều như thế cũng là quý rồi. Tức là nó hàm ý là phải chú trọng vào cái gốc, như Bác nói đầu tiên năm 46, và phải bổ sung nó vào. Ta cứ đinh ninh là đúng và cứ dạy mãi như thế thôi. Tất cả chúng ta đây, tuổi thơ chúng ta cũng là sản phẩm của năm điều này chứ còn là gì. Đấy. Đấy, tiểu học quan trọng đến như thế đấy các đồng chí. Ta phải chú ý nhất là tiểu học. Cô giáo, thầy giáo tiểu học không chỉ cần tài năng đâu, cần một cách tinh tế về nghệ thuật. Sư phạm là một nghệ thuật, phải rất tinh tế. Thế thì ta lẽ ra ta phải sửa thì ta lại chưa kịp sửa. Và bây giờ nó định hình rồi thì ta phải thêm cái đạo đức vào. Đất nước bây giờ đang phát triển như thế, nhưng mà đạo đức thì suy đồi. Xã hội đang ngày ngày nhức nhối về những bệnh tật tiêu cực, những tệ nạn.
những cái điều đau lòng về suy thoái, đến mức nó còn vô cảm cả về đạo đức. Con người mà vô cảm về đạo đức thì xuống hàng súc vật được làm gì. Giáo sư Vũ Khiêu đã nói là cái gì là nhân tính thì là văn hóa, cái gì mà trượt xuống thú tính ấy là động vật, là không còn là văn hóa nữa. Trong đó có cái vô cảm. Vô cảm tức là dừng dưng với nỗi đau của người khác, dừng dưng với số phận của xung quanh, chỉ biết mình thôi, chai lì đi, không còn cảm xúc gì nữa, mất nhân tính. Các bạn có bao giờ đọc thơ, có biết tên tuổi một nhà thơ nổi tiếng hiện nay là chủ tịch hội nhà văn không? Anh Hữu Thỉnh. Anh có một bài thơ cảnh báo xã hội về sự xuống dốc về đạo đức hay vô cùng. Đầu đề bài thơ chỉ có một chữ thôi là người. À, hỏi, hỏi. Hỏi tức là câu hỏi này. Tôi đọc nguyên văn chúng ta cùng nghe nhé, để rồi mới càng trở về với bác dạy đạo đức như thế nào. Tôi hỏi đất, đất sống với đất như thế nào? Chúng tôi làm đầy lên. Đất là vật vô tri vô giác. Đất sống với đất như thế nào? Chúng tôi làm đầy lên nhau. Tôi hỏi nước, nước sống với nước như thế nào? Chúng tôi hòa vào nhau. Chỉ có con người mới bon chen kèn cựa thôi chứ. Tôi hỏi cỏ, cỏ sống với cỏ như thế nào? Chúng tôi xen vào nhau, xanh tới tận chân trời. Câu thơ Nguyễn Du đấy, cỏ non xanh tận chân trời. Tôi hỏi người, người sống với người như thế nào? Người sống với người như thế nào? Người sống với người như thế nào? Chấm hết. Lặng im không có câu trả lời. Đấy. Để một cái tiếng chuông cảnh báo về sự vô cảm trong xã hội về đạo đức. Mà giáo dục phải góp phần đắc lực nhất vào chữa cái căn bệnh vô cảm này, bắt đầu từ tình thương của nhà giáo với học trò, trong cái môi trường văn hóa, trong một cái môi trường giáo dục đầy nhân tính. Đấy. Chứ bác chú trọng đạo đức ngay từ đầu, nhất là tiểu học là vì vậy. Thế những người mà đề xướng năm điều bác dạy và xin phép đề tên bác lúc đó là ai? Là thế hệ các thủ lĩnh thanh niên bây giờ đã về với tổ tiên hết rồi. Ông Vũ Quang, mà, ông Hồ Trúc, mà, ông Võ Thuần Nho, mà, ông Nguyễn Tiên Phong. Mà. Chứ anh Chu Đắc Vinh là thế hệ con cháu sau này thôi. Các bạn ấy không biết được. Đấy. Thế thì bây giờ phải sửa. Sửa chỗ này bằng cách nào? Bằng cách là các bạn dạy 5 điều các cháu như bác như hiện nay. Nhưng mà mỗi một điều phải dạy trên cái nền của đạo đức. Yêu thương cha mẹ, yêu thương mọi người thân xung quanh, sống cho tử tế lương thiện. Đấy là mầm mống của yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Đấy. Phải tất cả những điều đó phải dạy bằng đạo đức cơ. Thì tôi đặc biệt nhấn mạnh tiểu học ở chỗ đó. Trung học là cả cơ sở và phổ thông trung học nhé. Bác cũng nói một câu thôi. Trung học phải dạy kiến thức cơ bản, tức là phải chọn lọc, không có xô bồ. Và học xong phải đi làm thợ được ngay. Chỗ này ta cũng không làm đúng bác. Cả nước đi thi đại học, nhà nhà đi thi đại học. Bây giờ nó dồn qua thất nghiệp nhiều đến như thế này. Bác có chủ trương thế đâu. Bác chủ trương học kiến thức cơ bản, học xong phải đi làm thợ được ngay, rồi sẽ tiếp tục học lên. Làm thợ nhưng với trình độ của người thầy, làm công nhân nhưng với trình độ của kỹ sư. Hoàn toàn đúng với thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhé, 4.0. Bác đi trước thời đại như thế. Và đối với thanh niên, đối tượng tuổi trẻ mà bác vô cùng yêu quý, bác dành cho thanh niên những câu đẹp nhất. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân, là hy vọng của cả xã hội. Bác cũng lấy tên bác là xuân, tức là tuổi trẻ. 60 tuổi bác vẫn coi mình là thiếu niên cơ mà. 60 tuổi vẫn còn xuân chán, so với ông Bành vẫn thiếu niên. Ông Bành tổ 800 tuổi cơ. Bác hồn nhiên thế, ta làm gì? Chúng ta mới càng yêu bác chứ, càng thương bác. Đấy. Bác dạy là tuổi trẻ đấy là mùa xuân của cuộc đời. Cho nên là một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Và bác nói với thanh niên, bác nói đầu tiên là học.
một chữ thôi, học lên đến vậy chứ, học học nữa học mãi. Bác nói hay hơn nhiều, một đời đời người là một chiếc thang không có nấc chót, học tập là quyển vở không có trang cuối cùng, và bác học suốt đời. Bác chỉ tự học thôi mà thành ra một trí thức lỗi lạc uyên bác đến như vậy, cả thế giới ngưỡng mộ. Đấy. Ở đây giàu hết các bạn còn rất trẻ, học bác bao nhiêu điều cũng không đủ, nhưng mà trong đó đừng quên học ngoại ngữ nhé. Tất cả chúng ta ngoại ngữ, mỗi một thứ tiếng là một ô cửa sổ nhìn ra thế giới. Đấy. Đường đời là chiếc thang không có nấc chót, học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng, học suốt đời. Bác mất rồi, ta còn tìm thấy dưới gối nằm của bác cả một cuốn từ điển Việt Nam Tây Ban Nha. Bác tự học trên giường bệnh. Cái thứ tiếng Tây Ban Nha này bác biết từ lúc còn rất trẻ. Từ năm 1917 khi nổ ra cách mạng tháng 10 Nga thì bác đã có mặt ở nước Mỹ rồi. Đấy. Trước cả cái thời kỳ bác mang tên Nguyễn Ái Quốc cơ mà. Thì bác ôn lại cái thứ tiếng này vào lúc tuổi già sức yếu trên giường bệnh. Ta mới thấy bác học suốt đời là thế nào. Cả cái cuốn sổ tay của bác ghi từng mục từ một, cả cái bút chì xanh đỏ đánh dấu từng trang sách còn nguyên hết. Học bác như vậy. Cho nên là làm thợ nhưng mà trình độ rất cao là của thầy. Làm thợ với trình độ người thầy, làm công nhân với trình độ kỹ sư. Đấy mới là một xã hội lý tưởng, một cái xã hội văn minh. Đấy. Một xã hội văn minh muốn giàu có đấy, phải nhiều thợ ít thầy. Thợ phải bàn tay vàng, mà thầy phải tật tinh hoa, thầy phải là những người ưu tú nhất của xã hội. Đấy. Thì chúng ta chỗ này nông nổi chưa học được bác bao nhiêu đâu, là bây giờ phải sửa. Sửa cái này là cả xã hội sửa, không riêng chúng ta. Vì cơ cấu của xã hội ta bây giờ là một cái xã hội nhiều thầy ít thợ. Lẽ ra phải nhiều thợ ít thầy, thì bây giờ là nhiều thầy ít thợ, mà thầy thì cũng không mấy tinh hoa, mà thợ thì bàn tay vàng biến hết. Nên đất nước chậm phát triển là thế. Bây giờ ta mới sửa. Mà thị xã Hoàng Mai của chúng ta trong cái tầm nhìn chiến lược là một đô thị văn minh, phải phát triển công nghiệp dịch vụ, thì thầy và thợ đều rất cần, nhưng phải thật giỏi, thật tinh hoa. Và do đó giáo dục càng trở nên bức xúc là thế. Đại học mà bác cũng chỉ nói một câu thôi. Tất cả chúng ta nói chung là đại học hết rồi ấy gì nữa. Đồng nhiều đồng chí còn trên đại học đấy. Đại học là đào tạo chuyên gia, cho nên phải dạy theo phong cách nghiên cứu. Đấy là lời bác. Chuyên gia tức là người có nghề chuyên môn, mà chuyên gia còn có nghĩa là người giỏi, tinh hoa, ưu tú của dân tộc. Đấy. Nó có hai nghĩa đó. Đại học là đào tạo chuyên gia, chứ không phải đào tạo như phổ thông. Đến đại học đấy là một sự thay máu, phát triển mới về chất, chứ không phải một thứ phổ thông kéo dài, ta gọi nôm na là cấp 4. Không phải đâu các đồng chí. Đấy, chúng ta chưa đạt được cái chuẩn của thế giới, chính là vì thế đấy. Mà đại học mới là vườn ươm các nhân tài trí thức. Thì tôi nói chung như vậy để rất mong các thầy các cô sẽ học nữa, học mãi như bác dạy, chứ đừng bao giờ bằng lòng với số kiến thức hiện có. Phải luôn luôn làm mới chính bản thân mình. Đấy. Thì cái nghề nghiệp này mới có ý nghĩa được. Chứ không nó có không kỳ, tự mình sẽ làm cho đơn điệu và tẻ nhạt, để cứ lặp đi lặp lại. Như người lái đò qua sông thôi. Phải luôn luôn mới cơ. Đấy. Thầy cô giáo nào dạy văn thì lại càng hạnh phúc. Nếu ai trong cuộc đời dạy học mà được học trò nó ca ngợi như thế này này. Lời thầy giảng khắc trong tim, thầy ơi như thể của chìm đời con, thì đấy là một điều hạnh phúc. Ta phải dạy thế nào để cho mỗi bài giảng của chúng ta đấy nó neo đậu trong tâm hồn của người học, của trẻ thơ, nó ám ảnh nó suốt cả cuộc đời thì mới được chứ. Nhà thơ Nguyễn Khoan Điềm sau này anh là ủy viên Bộ Chính trị, anh nói viết một câu thơ trong Mặt đường khát vọng đấy: máu con đỏ mà phấn thầy thì trắng, thầy có vẽ nổi tâm hồn con không. Lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp đòi hỏi ta phải dằn vặt như thế. Và mỗi một người đến với nghề bằng tình yêu nhé, đến với nghề dạy học
mà chỉ coi nó như một cái phương tiện để sinh sống ấy, thì cực nhọc lắm. Dạy học là một niềm vui sáng tạo và hạnh phúc cơ. Có một nghề bụi phấn dính đầy tay, người ta bảo đó là nghề đẹp nhất. Có một nghề không trồng hoa trên đất nhưng nở cho đời muôn vạn đóa hoa tươi, nghề nghiệp của chúng ta. Đúng như Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói đấy, dạy học là nghề cao quý nhất giữa những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất giữa những nghề sáng tạo. Mà nhất là dạy văn phải là một sự rèn luyện toàn diện, cả chữ, cả người, cả nhân cách, cả trí tuệ và tâm hồn. Hơn thế nữa, chúng ta lưu ý một sự kiện này. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng căn dặn chúng ta, ông là một nhà giáo lỗi lạc chứ. Ông là thủ tướng lâu năm bên cạnh Bác. Ông nói là trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò. Đấy, bắt đầu vào năm học mới, ta hãy dặn nhau coi đây là một thông điệp, một thông điệp để hành động. Nề nếp, kỷ cương, trí tuệ, đạo đức, đấy, tất cả những cái giá trị cốt lõi đó trong nhà trường phải được thực hành, mà dưới ánh sáng tư tưởng của Bác. Đấy, thì nhân cái sự kiện ta nói về năm điều Bác dạy, năm điều Bác khuyên, nói về tư tưởng của Bác về mỗi một cấp học, ngành học, ta nói mấy câu như thế thôi. Bây giờ tôi kể với các bạn một sự kiện nữa của năm nay rất quan trọng, mà đồng chí nào làm công tác mặt trận, công tác dân vận nhé, càng phải chú trọng. Năm nay là 70 năm Bác viết tác phẩm dân vận. 1949 mà các đồng chí. Năm nay là tròn 70 năm, ngày 15 tháng 10 là ngày dân vận truyền thống ấy. Ngày ấy ở Hà Nội sẽ có một cuộc hội thảo quốc gia lớn về những giá trị thời đại của tác phẩm dân vận. Chúng ta chuẩn bị theo dõi. Dân vận có thể nói là Bác là bậc thầy. Bác không chỉ nói lý thuyết về dân vận, Bác thực hành về dân vận. Ta học Bác cái phương châm là nói ít, làm nhiều, chủ yếu là hành động. Đấy là cả tư tưởng, đấy là cả đạo đức, đấy là cả phong cách. Sinh thời, Bác thấy chúng ta nói nhiều quá, mà làm thì không được bao nhiêu. Bác lo nhất là nói một đằng làm một nẻo. Bác phải gọi chúng ta ra Bác phê bình. Bác phê bình có một câu thôi mà ai cũng thấm thía nhé. Bác bảo là tạo hóa cho mỗi người hai con mắt để nhìn, hai cái tai để nghe, hai lỗ mũi để ngửi, nhưng chỉ cho mỗi người một cái miệng để nói thôi, nên các chú nói ít thôi. Đến thế mà các đồng chí, không cần phải giải thích gì cả nữa. Bác là người xứ Nghệ mà chúng ta là con cháu của Bác này, trên mảnh đất xứ Nghệ. Xứ Nghệ đặc sắc lắm đấy các đồng chí. Các đồng chí phải tự hào về cái mảnh đất xứ Nghệ này, quê hương chôn rau cắt rốn của mình, đặc sắc lắm, trí tuệ, hóm hình, thâm thúy, chính là người xứ Nghệ. Bác là thế chứ các đồng chí. Bác mang cốt cách của người xứ Nghệ nhiều lắm đấy. Xa nước 30 năm, một câu kiều người vẫn nhớ là thế các bạn. Ai lại đi hỏi Bác cái này bao giờ? Thưa Bác, ngành tư pháp phải làm gì để gần dân? Các vị chánh án thẩm phán hỏi Bác một câu rất nghiêm chỉnh như vậy nhé, trong hội nghị tư pháp toàn quốc thời kháng chiến. Câu hỏi rất là nghiêm chỉnh. Thưa Bác, ngành tư pháp phải làm gì để gần dân? Bác trả lời như đùa các đồng chí. Mà ai cũng tưởng Bác đùa, hóa ra chân lý nó có thế thôi. Bác bảo ngành tư pháp muốn gần dân thì đừng có xa dân. Có thế thôi, đúng không? Muốn gần thì đừng có xa, mà xa thì không gần được. Chân lý nó vốn giản dị lắm, ta nhiều khi cứ làm cho nó phức tạp lên chứ có cái gì đâu. Sâu xa là thế đấy các đồng chí. Lúc đầu cứ tưởng Bác đùa, về sau nghĩ lại mới thấy phục Bác. Mà ta yêu quý Bác quá, cho nên hỏi Bác cả những chuyện riêng tư nữa nhé. Thưa Bác, dạo này Bác có được khỏe không? Bác chả đọc cả hội nghị người đều buồn cười. Bác trả lời thế nào? Bác có trả lời là khỏe hay không khỏe đâu. Bác bảo muốn biết Bác khỏe không cứ nhìn Bác sẽ biết. Bác đang đứng trước mặt các chú đây còn gì nữa. Đấy là câu trả lời đấy các đồng chí. Câu tiếp theo này, thưa Bác ăn có được nhiều không? Chăm sóc Bác mà. Ý là Bác ăn được mấy bát, mấy chén kiểu như thế một bữa. Bác có trả lời gì đâu. Bác trả lời mà ai cũng thương Bác ấy. Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, không có thì nhịn. Đấy là câu trả lời đấy các đồng chí. Mà đời Bác bao nhiêu lần nhịn đói chứ có cái gì mà ăn, khổ thế.
đặc quyền đặc lợi của bác có cái gì đâu, có mỗi bát nước cơm thôi các đồng, kể mà có thể ứa nước mắt được chứ, có mỗi bát nước cơm dành cho bác, nghèo khổ có gì đâu, đời bác chưa bao giờ sung sướng cả, làm gì có hội trường sang trọng thế này cho bác nói chuyện. Bác về quê nói ngoài trời mảnh trên cái mô đất ấy, trời nắng biển chung như thế, bí thư tỉnh ủy thương bác chạy lên che ô cho bác, sợ bác ốm. Bác nói ngay, chú có đủ 1 vạn cái ô ở đây không? Ta hiểu ý bác, cho tất cả mọi người, cho dân, thôi cất đi. Dân chịu được, bác cũng chịu được. Bác có đặc quyền đặc lợi gì đâu, dù chỉ 1 cái ô thôi. Đấy, ta xem, những câu này thấm thía ngàn đời đấy các đồng. Làm cái câu này, một câu nữa hỏi cán bộ ngành tư pháp mà hỏi bác rất tình cảm, hỏi như là con hỏi cha vậy. Bác ơi, hàng ngày bác ăn ở đâu? Nó là ăn ở cơ quan, ở nhà dân, ở hội nghị. Bác trả lời mà không ai ngờ, chỉ có người xứ Nghệ mới có thể hiểu được. Bác bảo bác ăn ở mồm chứ còn ăn ở đâu nữa. Đây, đây. Bác của chúng ta như thế đấy các đồng chí. Để 50 năm bác mất rồi mà không bao giờ ta cảm thấy bác đi xa cả, luôn luôn bên cạnh chúng ta là thế đấy. Bác về quê mà bác khóc đấy. Bác khóc trong bữa ăn đấy. Các bạn có biết là bác về Hà Tĩnh trước rồi mới quay ra Nghệ An. 557 557 vô cùng phức tạp, sửa sai cải cách ruộng đất. Thế là để đảm bảo an toàn cho bác theo mệnh lệnh của Trung ương đấy, phải chuẩn bị thức ăn trước cho bác chứ. Bác về Hà Tĩnh trước rồi mới quay về quê ở Nghệ An, mà bác vừa ăn vừa khóc vì cơm chuẩn bị sẵn cho bác ở trước. Bác bảo về đến quê mà không được ăn cà chấm tương, bác buồn lắm. Cái quả cà xứ Nghệ của bác đi vào đời sống hàng ngày của bác chứ. Mà cái gì bác cũng dạy về đạo đức cả đấy nhé. Ai lại bác dạy chúng ta ở cấp dưỡng cần vụ của bác ấy. Bác là người xứ Nghệ, bác là người xứ Nghệ, bác nhận như vậy. Bác chỉ thích ăn món ăn dân dã của quê nhà thôi. Ý bác là phải tiết kiệm, đừng bày vẽ tốn kém. Đồng tiền bát gạo của dân cả phải tiết kiệm vì thương dân. Ta phục vụ bác ta phải hiểu như thế chứ. Ai lại thật thà quá, bác vừa mới nói xong lại đi hỏi ngay bác, thế món dân dã của bác là món gì? Để ký ý là để chiều bác, để phục vụ bác đấy. Tình cảm thì rất trong sáng, nhưng mà ta hiểu biết thấp mà. Chúng ta nhiều khi thô lắm, đúng không? Không có tinh tế. Bác thầy đành phải kể, hỏi bác thì bác phải kể ra chứ làm thế nào. Bác bảo món canh rau muống đông với tương gừng là bác thích lắm. Cá bống kho bác cũng rất thích. Nhưng mà nhất là mấy quả cà xứ Nghệ là thích nhất. Bác nói thế là rất tiết kiệm chứ. Ai ngờ đâu dọn cơm cho lãnh tụ bữa nào cũng chỉ có thế thôi các đồng chí. Thì bác ăn thế nào, khổ cho bác. Bác cũng ăn như mọi người, không khác gì. Nhưng bác hỏi chúng ta một câu này, câu này là dành cho thanh niên các bạn nhé. Bác hỏi là cà Nghệ quê bác thì rất ngon, nhưng các chú lấy đâu ra mà lắm vậy, bữa nào cũng cho bác ăn cà. Ta lại sướng quá được phục vụ bác mà. Ta lại khoe với bác cái này chứ. Bác cứ dùng cho thoải mái đi bác. Chúng con chuẩn bị sẵn cho bác 1 ô tô cà cơ mà. Tất cả những chuyện đó là bác gọi là bệnh ba hoa cả. Có đâu. Nhưng bác nói ngay này. Bác bảo thôi, cà Nghệ thì ngon thật, nhưng bác ăn thấy là đủ rồi. Bây giờ bác nhờ các cô các chú ăn giúp bác cái ô tô cà này đi, rồi góp tiền mà trả cho dân. Ai ăn thì người ấy trả tiền. Đấy. Thế là cái gì cũng về đạo đức cả nhé. Không làm phiền dân, chỉ lo cho dân, làm điều lợi cho dân, tránh điều hại tới dân. Đấy, đấy là câu chuyện rất là cảm động về bác ở trên quê nhà. Một cái chuyện nữa, xin các bạn này, dù chúng ta là quê hương của bác nhé, là con người xứ Nghệ, nhưng các bạn đừng quên một cái chi tiết rất kỳ diệu này. Bác của chúng ta có 2 miền quê ngoại, không phải 1 miền đâu. Nam Đàn, Kim Liên, Nghệ An đấy, làng Sen là quê nội, làng Hoàng Trù, tên nôm là làng Chùa, là quê ngoại. Đấy là quê ngoại với nghĩa là mẹ bác sinh bác ở đó. Thì đấy là quê ngoại. Bác là đẻ rơi trên mảnh vườn Hoàng Trù. Ta về làng Sen thăm bác nhé, ta nhìn thật kỹ cái mảnh vườn Hoàng Trù, còn nguyên cái thảm cỏ xanh,
những hàng dâm bụt này, cái khóm chè Mạng Hảo ngày xưa còn nguyên hết ấy. Mẹ bác cứ tham công tiếc việc, đến ngày sinh nở vẫn cứ ở ngoài đồng ngoài ruộng, đau đẻ chạy về có kịp đâu, đẻ rơi bác chính trên cái mảnh vườn hoàng trù đó. Mà không có một giọt sữa nào, chỉ có anh trai bác, chị gái bác là được hưởng sữa mẹ thôi, chứ bác và em nhỏ là không có sữa đâu. Trên bà ngoại thương bác là thế. Bà ngoại là cụ Nguyễn Thị Kép ấy, là đỡ đẻ cho con gái mình là mẹ bác ấy, chôn rau cắt rốn cho bác ấy, mớm cơm mớm cháo nuôi bác từ lúc lọt lòng, chứ thương bác lắm chứ. Đấy là quê ngoại với nghĩa trực tiếp là bác sinh ra. Còn quê ngoại sâu xa ra là cái nôi, cái điểm xuất phát, cái nền móng ban đầu đấy, lại Hưng Yên nha các đồng chí. Các đồng chí cố về Hưng Yên nhé. Bây giờ có đền thờ, có nhà thờ cho mẹ bác, bà Hoàng Thị Loan, câu đối mang từ Nam Đàn ra đấy chứ. Lấy cái nội dung ấy. Đấy. Cho nên bác về quê ngoại nhiều lắm. Nếu Nghệ An bác chỉ về 2 lần, thì Hưng Yên quê ngoại gốc của bác về tới 10 lần. Mà toàn về vào lúc mà nghèo khổ lam lũ cả, tát nước chống hạn cho dân, rồi là công trình đại thủy Đông Bắc Hưng Hải, làm thủy lợi với dân, đưa Hưng Yên từ tỉnh nghèo thành tỉnh giàu có. Mà nó cách Hà Nội có 20 cây số. Bây giờ thì giàu có trù phú lắm. Ta cố về Hưng Yên thăm đó, vì gắn rất chặt với bác đấy. Thế bác về Hưng Yên 10 lần tất cả. Thế là tỉnh ủy mới mời bác ở lại dùng cơm, như chúng ta vẫn mời nhau thế này, mời bác dùng cơm, bác đồng ý. Bác rất vui, hồn nhiên, không khách sáo, không quan cách, lúc nào cũng gần gũi với chúng ta. Bác ăn cơm với các chú cho nó vui. Thế là ai cũng mừng chuẩn bị cơm để đón bác, mời bác ăn cơm buổi trưa. Đến giờ ăn thì thư ký lại đặt trên bàn cho bác một cái túi vải nâu, nó có cái giải rút kéo lên thế này, lấy thức ăn chuẩn bị sẵn cho bác từ Hà Nội. Ta xem bữa ăn của vĩ nhân gồm cái gì nhé. Một nắm cơm đã nguội, nắm cơm nhỏ. Một khúc cá kho, cái món cá kho là món bác rất thích. Một khúc cá kho, mấy cái lát dưa cải chua, mấy quả cà sứ Nghệ, một chai nước uống cho bác. Bữa ăn trưa của vĩ nhân mà có thế thôi. Mà tỉnh lại làm cơm mời bác, cả lãnh đạo tỉnh tiếp bác. Bây giờ thấy thế này không biết làm thế nào. Bác có một cái biệt tài là đọc được ý nghĩ của chúng ta. Thấy chúng ta có vẻ lúng túng, bác nói ngay. Bác có cơm đây rồi, bác ăn cơm của bác, các chú ăn cơm của các chú đi, rồi ta làm việc tiếp. Bác lại nhận lời ăn cơm thế các con làm gì? Thì ông bí thư tỉnh ủy mới đứng lên thưa bác là: thưa bác để chúng cháu được ăn cơm nắm cho bác. Bác bảo thế thì ăn chung cho nó vui, lấy dao cắt nhỏ ra. Cả lãnh đạo tỉnh với bác mà có một nắm cơm, mỗi người được một chút xíu thế này, ăn tượng trưng thôi. Ăn xong thì phải xới cơm cho bác, cho tất cả mọi người cơm nóng. Một bát cơm nhỏ xới lưng bác mời bác. Ai ngờ bác nói một câu đi vào lịch sử: chú xới vơi như thế này thì chú làm việc đầy đặn thế nào được. Cái gì bác cũng thức tỉnh chúng ta về đạo đức. Câu này rất cần cho các nhà lãnh đạo chúng ta, các đồng chí đấy, và nhất là các thầy các cô. Làm việc tức là phải trách nhiệm, đặt tụy đầy đặn. Các thầy các cô dạy văn học, hãy cố học bác cách diễn đạt. Bác cho mời một trí thức trẻ tuổi, có 30 tuổi, mà đã đỗ tiến sĩ luật học từ Paris về. Thời bấy giờ là giỏi lắm, danh giá lắm đấy. 30 tuổi mà giành được bằng tiến sĩ luật từ Paris về. Con nhà giàu có, quý tộc như ông Hồ Đắc Điềm với các đồng chí. Giáo sư Tôn Thất Tùng sau này cũng thế chứ. Giáo sư Nguyễn Văn Huyên cũng thế chứ. Đấy. Thế là 30 tuổi đỗ luật học mà đất nước mới hòa bình, mới độc lập, cần rất nhiều nhân tài để kiến thiết đất nước, bác cho mời đến gặp. Bác nói một câu: nếu ta mà không học được bác, ta nói chuyện với trí thức ấy, bắt đầu lại lên lớp nào, răng dạy nào, nói chữ nghĩa sách vở nào, không. Bác chỉ nói mỗi câu: câu này ta cứ ngẫm xem ta có học được không. Có khi ta luyện cả đời không nói được đâu các bạn. Bác nói thì nó hồn nhiên chân thật, nó cứ tuôn ra như dòng suối vậy. Còn ta thì gượng gạo, nhiều khi nó lại thô kệch. Bác nói thế này nhé: bác biết chú là người nhiều chữ, tiến sĩ mà, nhiều chữ. Bác biết chú là người nhiều chữ, theo bác chú nên san sẻ bớt
cho người ít chữ. Không răn dạy, không mệnh lệnh, chỉ nói từ trái tim nói ra như tâm tình thôi. Bác biết chú là người nhiều chữ, tức là rất trọng trí thức. Theo bác tức là lời khuyên thôi, chú nên san sẻ bớt cho người ít chữ. Cảm động vì câu này mà luật sư Hồ Đắc Điềm, tiến sĩ luật học, để cả cuộc đời dạy bổ túc văn hóa, dạy chữ cho dân. Ảnh hưởng của bác vào lòng trí thức lớn đến như thế, sâu thẳm đến như vậy. Bác lại dạy tiếp chúng ta về đạo đức như thế này nữa. Đồng chí nào viết báo, viết văn thì đều biết cả. Bác là tác giả của hàng nghìn, hàng mấy nghìn bài báo chứ, nhất là báo Đảng, báo Nhân dân. Mà ta vô ý quá, không bao giờ trả tiền cho bác cả. Tiền chuột bút đi các đồng chí, báo bì cũng chả có. Thật ra thì cũng muốn trả bác, nhưng mà ai đi trả. Bài báo thời bao cấp nó chỉ có mấy xu, mấy hào, ai dám đưa cho bác. Bác vĩ đại như thế, ta cứ nghĩ như thế mà. Thế rồi quên đi mất. Ta thì hay quan liêu, ta hay quên, chứ bác thì không quên đâu. Bác đợi mãi đấy, tiền chả có, báo thì không, bác đòi được các đồng chí. Này, ta xem bác đòi tiền thế này có hồn nhiên không? Bác gọi điện thẳng sang báo Nhân dân. Báo Nhân dân là cơ quan tư tưởng của Trung ương Đảng, lớn lắm. Tổng biên tập báo Nhân dân là hàm bộ trưởng đấy các bạn. Trong lãnh đạo thì là ít nhất là ủy viên Trung ương, có khi là bộ chính trị đó. Thế là tổng biên tập ra đầu dây nói thưa chuyện bác. Bác bảo, thế chú quên bác rồi à? Bác viết cho các chú nhiều thế mà chẳng giả cho bác xu nào là thế nào? Đấy. Có phải bác hồn nhiên không? Ta là trí thức nhiều khi là mắc bệnh kẻ sĩ, muốn lắm mà không dám nói. Còn bác nói thẳng hồn nhiên như thế. Có cái gì đâu, nó đúng thì có gì mà sợ đúng không? Tại sao mà bác viết nhiều thế mà không trả tiền cho bác? Ý là như thế. Ta vội vàng xin lỗi bác, mong bác tha lỗi cho. Rồi thanh minh, thanh minh rất là hồn nhiên thật thà. Nhưng bác phải hiểu cho lòng anh em chúng cháu. Ngày nào chúng cháu cũng bảo nhau, bác Hồ của chúng mình vĩ đại lắm, bác không biết tiêu tiền đâu. Đấy. Thế chính vì thế mà không trả tiền cho bác đấy các đồng chí. Đấy là ta biện minh để cãi cho cái lỗi sai của chúng ta thôi. Bác cười, bác bảo sao mà chú nghĩ lạ vậy. Bác cũng như chú như mọi người thôi, ai cũng là người thường cả, có ai là thần thánh gì đâu. Thôi trả tiền cho bác đi. Ta xem, bác đòi tiền hồn nhiên thế đấy các đồng. Thế là từ đó trở đi các báo mới lục tục bảo nhau trả tiền cho bác. Ông Vũ Kỳ đi lĩnh cho bác, rồi về bác cho hết, bác có lấy cái gì đâu. Bác chỉ tạo ra cái cớ để dạy đạo đức rất là tự nhiên. Bác nói thế này là thôi, các chú đã có lời xin lỗi bác thì bác cũng cho qua. Nhưng bác dặn các chú một câu, với dân các chú không được thế. Đây đúng là một chỉ thị, một thông điệp chứ. Với dân các chú không được thế. Chữ dân ấy là chữ nổi bật trong cả cuộc đời của bác, trong hành động của bác, trong lối sống của bác. Đến tận phút chót cũng chỉ nghĩ về dân. Cho nên khi bác mất đi, cả nước thương bác, cả thế giới thương bác, nhưng mà đặc biệt người dân quê bác như chúng ta đây, đau đớn biết chừng nào khi không còn bác nữa. Đấy, bác là thế. Ta lại còn kể tiếp một cái câu chuyện về dân vận. Tất cả những chuyện tôi vừa nói vừa rồi là dân vận cả đấy. Mà năm nay 70 năm tác phẩm dân vận. Bác viết trong dân vận là dân vận đúng và khéo, việc gì cũng xong. Dân vận kém và dở, việc gì cũng hỏng. Tôi cũng xin nhân đây nhắc luôn các đồng chí cán bộ dân vận, cán bộ Đảng, ban tuyên giáo này. Mấy năm nay tại làm sao mà ta toàn tổ chức những cái cuộc thi dân vận khéo đó các đồng chí. Dân vận khéo nó chỉ là một cái vế sau đấy chứ. Đầu tiên phải dân vận đúng đấy chứ. Dân vận đúng rồi mới khéo được. Đúng là khoa học, khéo là nghệ thuật. Thế mà không biết thế nào trong chỉ đạo thực tiễn, ta chỗ nào cũng chỉ thi dân vận khéo, trong khi dân vận đúng thì chả quan tâm. Thế là không hiểu bác, không hiểu đầy đủ bác. Bác dặn là phải đúng đã rồi mới khéo. Phê bình cũng vậy, phê bình và tự phê bình phải đúng lại phải khéo. Đúng mà không khéo cũng học, mà khéo và không đúng thì lại càng học. Thế cơ mà. Bác còn giải thích thế này nhé. Phê bình phải đúng phải khéo, chớ có chạm vào lòng tự ái của nhau. Tự ái làm tổn thương người ta, dù có đúng mấy cái động cãi, động nhận mà, vì tổn thương người ta. Không được làm tổn thương nhau. Giận mấy cũng phải kiềm chế. Bác ấy,
ta nhiều cái lỗi mắc lỗi bác lắm, bác giận. Bác giận nhưng bác kiềm chế để không nặng lời. Bác cho qua thôi. Đấy, dân vận đúng nhưng phải khéo. Mà dân vận khéo thì phải đúng. Mong các đồng chí nhớ để ta điều chỉnh nhận thức để chỉ đạo thực tiễn cho nó đúng hơn. Đấy. Bác nói thế này này, dân vận rất quan trọng. Cho nên phải chọn người giỏi, người tốt, người có uy tín với dân phụ trách dân vận. Thì thói thường ta hay mắc một khuyết điểm rất to, hễ cứ ai kém chuyên môn làm hỏng việc thì đồn đẩy nhau sang phụ trách đoàn thể. Thì ai mà người ta tin được, các đồng chí dân nào người ta tin được. Đấy. Bây giờ thì đã sửa được rất nhiều rồi nhưng chưa hết đâu. Đấy. Người ta phải tiếp tục học bác để sửa. Cuối cùng bác dặn thế này này, dân vận phải thật thà nhúng tay vào việc, tức là nói điều đi làm. Đúng. Nói ít làm nhiều. Bác đưa ra một công thức này ta xem có giỏi không? Dân vận muốn đúng và muốn khéo, muốn tốt thì phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, miệng nói, chân đi, tay làm. Thế thôi. Thì dân sẽ tin. Óc nghĩ là nâng cao trí tuệ lên, phải học suốt đời. Nhất là các cán bộ chuyên trách. Mắt trông là quan sát. Quan sát đến mức tinh tế và phát triển nhanh, không sót một tình huống nào để ứng xử linh hoạt, không bị động. Tai nghe là nghe dân, nghe nhiều chiều để có một cái thông tin thật sự chính xác khách quan. Miệng nói là truyền đạt nghị quyết. Chân đi là xuống cơ sở, tay làm là để nêu gương. Một tấm gương sống quý hơn hàng trăm bài diễn văn. Bao nhiêu chỉ dẫn vàng nọc như vậy đúng đến muôn đời. Mà bác là tấm gương chứ. Bác thực hành dân vận rất giỏi các đồng chí, rất giỏi. Có mấy câu chuyện dân vận của bác như thế này nhé. Ở kháng chiến, bác làm việc căng thẳng mà gầy khổ, khắc khổ quá, gầy lắm. Cán bộ thương bác bảo nhau là lên rừng bắt chim, xuống suối câu vài con cá, nấu bát canh để cải thiện cho bác, mà cả cơ quan kháng chiến cùng ăn. Thế trên đường về vào nhà dân, thấy măng ngon quá, bẻ luôn một bó mang về, chẳng hỏi, chẳng xin, chẳng mua gì cả. Thế về gặp bác, bảo bác, các chú đi đâu mà lấy được lắm măng thế? Phải nói dối là đưa bẻ trong rừng. Bác tinh lắm, bác bảo đưa bác xem. Bác xem xong bác cứ tủm tỉm cười. Bác lấy mấy đồng bạc, bác bảo bác cho chú mấy đồng. Chú quay lại đúng cái chỗ mà chú bẻ măng, tìm nhà dân trả cho người ta. Xin lỗi dân, đây là măng trồng chứ có phải măng rừng đâu. Bác biết hết mà. Thế là phải quay về chứ, nghe lời bác quay về tìm nhà dân. Lúc bẻ măng thì có quan sát gì đâu. Bây giờ trời tối mù tối mịt có biết đâu. Hỏi mãi mới ra nhà dân. Và kể hết cho dân nghe tình hình như thế. Bác dặn là phải giả tiền cho dân, xin lỗi dân. Dân khóc đấy các đồng chí. Dân thì dân tộc thiểu số họ tốt lắm. Mà tỉnh chúng ta cũng có người dân tộc thiểu số. Họ tốt lắm, họ rất thuần phát. Họ nghe mà họ cảm động. Họ không lấy tiền của bác. Họ giữ cán bộ lại như chúng ta đây, bẻ thêm một bó nữa mang về miếu bác. Dân vận là thế đấy các đồng chí. Lại một cái việc này, bác đi dự cái đại hội, thế là giờ giải lao, bác thương cán bộ chúng ta, bác đi thăm. Nhất là cái tổ an ninh là vất vả nhất chứ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ mà. Hai là tổ văn phòng đi phục vụ đại hội đảng là vất vả lắm. Bác thương, bác chọn hai đối tượng này đi thăm. Mỗi đoàn nó làm cái lều có cái gì đó trong kháng chiến. Tổ an ninh rất quan trọng vì phải bảo vệ cả bạn quốc tế Lào, Campuchia. Từ Cây Sòn Phong Vi Hàn đến Hoàng Thân Su Phân Lô Phong. Thế mà chiến sĩ an ninh trẻ quá, có biết bác là ai đâu. Thấy bác đến là cứ ngăn ngay bác lại không nhỉ? Ngăn tay bác lại, hỏi giấy hỏi má bác. Bác bảo bác đây mà, bảo bác cũng phải có giấy. Không cho bác vào cái gì khổ đấy. Có biết bác là ai, tưởng ông già ở đâu đến. Bác lại để dâu thôi mà. Chỉ huy sợ quá, ra bảo nhỏ là đấy là bác Hồ. Sao mà chú hỏi giấy bác, mời bác vào. Bác nghe được bác ngăn ngay nhé. Bác bảo là chiến sĩ của chú không có lỗi đâu. Thế là giỏi là tốt. Lỗi là chú chứ. Chú là chỉ huy mà không báo cho chiến sĩ là bác đến. Làm sao họ biết bác là ai. Đúng như thế không? Bác sẽ thưởng cho chú chiến sĩ này một điếu thuốc lá. Còn chú bác sẽ phạt sau. Chú là chỉ huy đấy. Sau này bác ghi trong tác phẩm Đảng Ta của bác ấy. Các đồng chí tìm đọc tác phẩm này nhé. Nói về chi bộ đảng. Bí thư chi bộ rất quan trọng, là nền tảng của cấp ủy, và chi bộ là cầu nối giữa đảng với quần chúng thôi. Bác bảo đảng viên
và người ngoài đảng mắc lỗi như nhau, đảng viên phải xử nặng gấp 3 lần. Chỉ huy tức là chúng ta là những người có chức vụ, và chiến sĩ là người bình thường có mắc lỗi như nhau, chỉ huy phải phạt nặng gấp 3 lần. Thế nó mới quang minh chính đại, mới công bằng, mới nghiêm chỉnh, thì dân họ mới tin chứ. Đấy, bác là chúng ta như thế. Rồi bác lại đến cái tổ dân văn phòng phục vụ cấp ủy. Đồng chí nào làm văn phòng là bận lắm đấy. Bởi vì người ta gọi là nhiều việc không tên mà. Nó cứ xuất phát những cái việc tình huống phục vụ cấp ủy. Cho nên là lãnh đạo phải biết thương anh em văn phòng. Nhất là đại hội là cái thời kỳ vất vả nhất chứ. Phục vụ đại hội. Bác đến thăm. Lần đầu tiên mấy nhân viên văn phòng được đi phục vụ đại hội đã vinh dự rồi. Bây giờ lại được gặp bác mừng quá, cứ đứng ngây ra ngắm bác, không có kịp chào hỏi. Bác muốn cho nó tự nhiên, bác bảo chú đi lấy cho bác cốc nước. Nhưng mà nghe không ra, hay là còn nghĩ ngợi ở đâu đâu. Bác bảo đi lấy nước thì không lấy, ông ấy cho tay vào túi quần lấy cái bật lửa không. Khổ cái là cứ nhìn thấy bác là nghĩ ngay rằng bác hút thuốc lá mà. Thế thì cháu phục vụ bác, cháu bật lửa cho bác. Bác cười, bác cúi xuống châm một điếu thuốc hút rồi bác mới nói cái. Bác nói câu hay lắm. Bác coi bác là dân. Đồng chí nhân viên văn phòng bác coi là cán bộ. Bác bảo dân xin nước mà cán bộ lại cho lửa mới vui chứ. Nào các bạn thấy không? Đấy là một lời cảnh báo đấy. Nếu để xảy ra như vậy thì mất hết còn gì nữa đâu. Dân là tất cả mà. Có dân thì có tất, mà mất dân thì cũng mất hết. Bài học muôn đời là thế. Đặc biệt nữa này, bác lại đến thăm một cái đơn vị bộ đội. Bác rất quý bộ đội mà. Thì đi chiến dịch về hay vào thăm bộ đội lắm. Ông trung đoàn trưởng thấy bác đến mừng quá, dẫn bác vào để nói chuyện với chiến sĩ. Toàn thanh niên trẻ đấy. Thời kỳ này là chuyện thời chống Pháp đấy các bạn nhé. Ai ngờ đâu bác hỏi là thế các cháu có khỏe không? Có thiếu thốn gian khổ gì không? Có chuyện gì cần hỏi bác thì cứ hỏi, bác sẽ trả lời, hỏi ngắn thôi. Đấy, đừng hỏi dài, bác không có nhiều thời giờ. Bác vừa mới nói xong, một chiến sĩ trẻ tuổi nhanh nhầu đoàn hỏi luôn một câu chết người các đồng chí. Hỏi mà chỉ huy tái cả mặt lại, không biết làm thế nào cả vì hỏi mất rồi. Ai để hỏi thế này bao giờ các đồng chí? Thưa bác, cái nước Sài Gòn nó ở chỗ nào hả bác? Khổ thế, trình độ thấp đến thế các đồng chí. Không biết. Thì có hiểu đâu mà. Thời trước là đi yêu nước, đi đánh giặc thôi, có khi còn mù chữ cơ. Mà phải dạy mãi mới viết nổi bức thư cho người yêu, cho thăm bố mẹ ở nhà cơ mà. Ngày xưa là thế các đồng chí. Chiến sĩ Hoàng Đăng Vinh mà bắt sống tướng Đờ Cát, lúc bắt sống Đờ Cát lớp mấy các đồng chí? Lớp 1 đấy. 19 tuổi, bác gắn huy hiệu Điện Biên Phủ cho đấy. Bây giờ là anh hùng lực lượng vũ trang, là đại tá, 85 tuổi. Năm nay là 65 năm Điện Biên Phủ các bạn. Thế thì bác nghe xong bác cũng sững sờ, không ngờ chiến sĩ mà trình độ thấp quá. Nhưng bác rất thương, vì hoàn cảnh khổ chứ được học có cái gì đâu, rất thương. Bác bảo các cháu ngồi cả xuống đây với bác, ngồi gần bác, ngồi cả xuống. Bác chỉ luôn cái chú chiến sĩ đó, chú lấy cho bác cái que. Cái que tre các ông chứ. Bác vẽ bản đồ trên mặt đất. Bác giảng giải cho đây là nước mình nhé. Miền Bắc có Hà Nội này, là thủ đô. Miền Trung có Huế, là nơi bác sống hồi có 10 tuổi. Mẹ bác mất ở Huế lúc bác có 10 tuổi thôi. Bác kể mà ai cũng cảm động. Còn miền Nam có Sài Gòn, thành phố lớn, viên ngọc của Viễn Đông, bây giờ là của nước mình rồi, dù đang kháng chiến. Chứ làm gì có nước Sài Gòn à chú, nó chia rẽ để trị ta đấy nhỉ. Thế là chiến sĩ trả lời bảo, thế mà bây giờ cháu mới biết, vẫn hồn nhiên như thế không? Thế là bác căn dặn xong bác về, trung đoàn trưởng dắt ngựa đi sau tiễn bác về. Bác hỏi luôn một câu, tên chú là gì? Cái ông này lại tên là Hiểu không chứ? Thưa bác, cháu tên là Hiểu. Bác nói ngay, chú là Hiểu mà lính của chú ít hiểu quá. Nghe thấy không? Bác thầm thúy thế đấy các vị. Phải mở lớp dạy cho anh em. Chứ trình độ thấp thế thì hoạt động thế nào? Đấy. Bao nhiêu chuyện mỗi chi tiết thôi cũng làm cho chúng ta nhớ đến bác, học bác. Bác lại về Thái Bình những 5 lần tất cả nhé. Thái Bình là tỉnh lúa mà. Mà thời nhỏ là bố bác đã dẫn bác về đấy rồi đấy. Bác về Thái Bình 5 lần tất cả. Lần cuối cùng về thăm Thái Bình, chỉ một cơn mưa lạnh đầu mùa bác liệt cả cánh tay. Năm cuối cùng, bác tập đau đớn trong vườn nhà bác ở đêm khuya, khi chúng ta đã ngủ ngon lành để ta không xót xa. Thế là bác dặn dò lãnh đạo tỉnh từng ly từng tí một trong bác về. Bí thư tỉnh ủy đem quà biếu bác. Thời bây giờ còn nghèo,
gọi là quà của tỉnh mà cũng chỉ có mấy cân gạo, hai cái túi gạo tẻ, gạo nếp biếu bác để bác mừng cho cái năng suất lúa của Thái Bình. Bác bảo gạo này ngon lắm, bác trả tiền gạo đúng giá thời bao cấp. Đồng chí bí thư tỉnh ủy ngăn tay bác lại vì không hiểu, bảo chết sao bác lại giả tiền, bác đừng đưa, bác đừng làm thế, quà của tỉnh ủy biếu bác có đáng là bao, bác nhận cho anh em vui thôi. Nếu các đồng chí nói đã nói như thế chứ, hoàn toàn đúng chứ gì nữa. Đến khi nghe bác nói lại ta mới giật mình. Bác bảo các chú ở tỉnh ủy mà cũng làm được gạo, bác tưởng bác và các chú suốt đời chỉ ăn gạo của dân thôi chứ. Bác trả tiền cho dân chứ đâu trả cho các chú. Các chú không nhận cho bác, cứ giục bác mang gạo về thì có khác gì là bác tham ô. Câu nào cũng đi vào lịch sử như thế đấy các đồng chí. Dân vận của bác thế. 9 năm kháng chiến Việt Bắc, các đồng chí có thể hình dung nổi không? Cơ quan đầu não của Trung ương và chỗ bác ở đấy phải chuyển địa điểm 200 lần để an toàn tuyệt đối, toàn ẩn nấp trong rừng, trong núi, trong hang đá cả. Chứ làm gì có nhà cao cửa rộng, bí mật cơ mà. Bởi vì thực dân Pháp đấy, nó kế hoạch là nhảy dù xuống Việt Bắc, bắt sống toàn bộ cơ quan đầu não của chúng ta, kể cả bác. Nguy hiểm lắm, nhưng phải chuyển liên tục, mà vất vả cho bác. Bác lại đích thân chọn địa điểm đấy nhé. Bác làm thơ này, các đồng chí đọc cái bài thơ bác viết trong kháng chiến nhé. Trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, tăng gia sản xuất đấy, có bãi ta chơi, chỗ bác thể dục đấy, ở Định Hóa Thái Nguyên đấy. Gần đường sang bộ tổng, tổng tham mưu, tiện lối tới trung ương, nhà kín mái thoáng mát, gần dân không gần đường, gần dân để dân bảo vệ, không gần đường để tránh địch. Một bài thơ mà thể hiện cả triết lý sống của bác. Thế mà bác dặn cán bộ là sáng mai dậy sớm các chú nhé, tinh mơ là lên đường ngay, đi thật nhanh. Mà bác đi bộ giỏi lắm. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đồng kể là bác đi bộ 50 cây số không có chuyện gì đâu. Cuộc đời bác bằng cả chiều dài đất nước này. Ta đi phục vụ bác ở mặt trận, muốn nghỉ lắm mà không dám nghỉ, vì bác đã nghỉ đâu. Thế muốn được nghỉ thì phải mời bác nghỉ trước, bảo mời bác nghỉ để bảo vệ sức khỏe cho bác. Bác biết thừa là chúng ta muốn nghỉ. Bác bảo vừa đi vừa nghỉ chú ạ, à, đi chậm lại cũng là nghỉ rồi, chứ nghỉ hẳn thì ngại lắm, không muốn đi nữa đâu. Thôi cố lên. Đấy, bác là thế. Thế bác dặn là tinh mơ thì lên đường, mà chiều tối hôm trước ta vẫn thấy bác tưới rau. Ta mới hồn nhiên quá hỏi bác, thưa bác thì không chuyển nữa à? Bác bảo vẫn chuyển chứ. Thế hỏi bác là thế tại sao bác vẫn tưới rau? Bác bảo mình không ăn thì để dân ăn, có đi đâu mà thiệt. Và như thế là để nghi binh, mọi thứ đều bình thường, không có gì trái bình thường, để cho Việt Giang nó biết cả. Nó trà trộn xung quanh đây còn nhiều lắm. Đấy, bác ứng xử như thế. Thế thì một hôm bác đang làm việc đánh máy tài liệu trên cái tảng đá, gọi là cái bàn của bác, bàn đá trông trên dịch sử đảng cuộc đời cách mạng thực là sang ở Bắc Bó thế, ở Định Hóa Thái Nguyên cũng vậy. Đang đánh máy tài liệu, đang làm việc, ta nhận được cái lệnh hỏa tốc đề nghị các cơ quan trung ương của đảng, và bác chuyển ngay lập tức. Ta nhận được tin là nó sẽ đánh lên đây và nó nhảy dù lên đây, chuyển ngay lập tức. Ông Vũ Kỳ, thư ký của bác, chuẩn bị ba lô túi giết cho bác đi. Đến nơi bác vẫn ngồi bàn việc bình thản. Thế là không hỏi bác là thư bác chứ không chuyển à bác? Bác bảo vẫn chuyển, nhưng mà nếu chuyển ngay bây giờ thì lộ mất, có khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Cho nên cứ bình thường, lặng lẽ rút dần, rất khẩn trương, đi hết càng nhanh càng tốt, đến sầm tối là đi hết. Mọi thứ bình thường vì Việt Giang nó trà trộn xung quanh, nó biết nó báo chứ, nguy hiểm, bác biết hết mà. Thế thì sầm tối đưa bác đi, trời đổ mưa như chút nước, trời tối đen như mực, không nhìn thấy gì, mà liên lạc mãi không thấy đến. Bác bảo ông Vũ Kỳ là chú chịu khó vào bản, bản tức là cái làng của người thiểu số đấy, tìm nhà dân, nói khó với chủ nhà, xin cho đoàn cán bộ ngủ nhờ một đêm nay, mai ta tính tiếp. Ông Vũ Kỳ vào nhà dân tìm, tìm mãi được cái nhà dân, lại đúng nhà người ta đang có người ốm.
Mà người thiểu số là ngày xưa người ta có dùng thuốc thang gì đâu, toàn chữa bằng thầy mo thầy cúng thôi. Người ta đang sốt ruột vì con sốt cao mà không có thầy cúng đến để cúng. Mà bây giờ lại có một ông nào lạ hoắc đến hỏi cho cả đoàn ngủ nhờ. Người ta từ chối ngay. Không phải vì không yêu nước, không phải vì không tiến bộ, nhưng mà nhà đang có việc như thế, họ từ chối ngay, nói là không được. Ông Vũ Kỳ ra đành báo cáo lại với bác là không được, lý do như vậy. Bác bảo thế nào? Chú quay trở lại đúng cái chỗ ấy. Chú nói lại với chủ nhà là cứ cho đoàn vào ngủ, trong đoàn có một thầy cúng rất giỏi, thế nào cũng cứu được cháu bé. Thầy cúng là bác đấy các đồng chí. Bác khai nghề nghiệp, bác khai là nghề thầy cúng cơ mà. Đấy. Đấy là phương tiện để làm dân vận thôi, không phải mê tín gì đâu. Đấy. Thế là ông chủ nhà mừng quá, thấy thầy cúng giỏi đến, đồng ý cho ở ngay. Bác vào nhà dân, bác làm dân vận ngay lập tức. Thấy nhà cửa xoành xoàng bẩn thỉu, bác bảo các chú dọn dẹp cho bác, quét dọn sân vườn sạch sẽ cho bác. Gây thiện cảm đầu tiên với dân đã chứ. Thế các nhà giáo, dân của các đồng chí là ai nào? Là phụ huynh, học sinh cũng là dân đấy. Tôn trọng các cháu như một công dân còn đang trưởng thành. Còn phụ huynh là cha mẹ học trò, là trong những cái nơi mà nhà trường dựa vào, gọi là xã hội hóa giáo dục, và cũng để kết hợp dạy dỗ các cháu, đối xử tốt với phụ huynh, làm cho phụ huynh có thiện cảm để cùng phối hợp giáo dục, đấy là dân. Thì bác tranh thủ thiện cảm dân ngay từ đầu như thế. Sau đó bác dặn chúng ta là chú đi đun cho bác ấm nước, bác rửa giấy cho cháu bé, nó bẩn quá nó ốm chứ có làm sao đâu, bác biết mà. Cái ngày bác về bác bó, bác vào tận làng tận bản, bác đưa hết các cháu ghẻ lở bẩn thỉu ra suối bác tắm giặt, bác gội đầu, bác bôi thuốc phẩm xanh trên đầu nó chốc lở như thế. Bây giờ bác biết hết. Thế là bác tắm rửa cho cháu xong, bác lấy trong túi giếp của bác ra một cái ba lô, cái túi giếp của bác, một cái quả chuối. Bác bóc vỏ tết thành một bông hoa rất đẹp dỗ cháu. Bác nựng nó. Thế rồi bác bí mật nhét ngay một viên thuốc vào trong ruột quả chuối. Thuốc giảm sốt đấy không? Thuốc thông thường vào ruột quả chuối. Bác ra giữa nhà nơi có bàn thờ, bác lạy, bác cúng như một ông thầy cúng thực sự không? Mà bác lại nói bác thầy cúng bằng toàn tiếng Tây, tiếng Nùng, ai cũng phục bác. Mà bác học từ bao giờ toàn tự học thôi. Ông chủ nhà khán phục lắm. Rồi đứa trẻ nó khỏi, nó ốm, nó giảm sốt, nó khỏi dần. Họ mừng lắm. Họ khen bác là đây mới là thầy cúng giỏi nhất bản ta. Bác là thế đấy các anh chị. Trong cái lý lịch của bác đấy, bác khai nghề nghiệp là thầy cúng đấy chứ. Mà bác là người cộng sản hiện đại mà bác hồn nhiên thế đấy. Bác họp Đại hội Quốc tế Cộng sản, bác là đại biểu của Đảng Cộng sản Pháp đi dự như một lãnh tụ mà còn rất trẻ. Người ta khai một cái tờ khai chỉ cần điền vào là xong, hỏi và đáp. Họ và tên, bác ghi mỗi chữ Lin thế là xong, bằng tiếng Nga. Tiếng Nga của bác viết rất đẹp, bác nói tiếng Nga như người Nga thực sự. Lin là tên bác. Bác học Đại học Quốc tế cũng tên là Lin. Sau này bác làm luận án tiến sĩ sử học, bác cũng lấy tên là Lin. Những chuyện này mãi sau này ta mới biết đấy nhé. Bác khiêm tốn, bác có kể bao giờ đâu. Bác có kể bác học đại học ở đâu, bác làm luận án tiến sĩ ở đâu, bác có kể đâu. Mãi sau này bác mất. Rồi sau này Liên Xô đổ vỡ, ta sang tận đó ta tìm hồ sơ tư liệu về bác, thì bác linh thiêng phù hộ cho chúng ta thế nào mà ngay lần tìm đầu tiên ta tìm đúng bản luận án tiến sĩ của bác viết bằng tiếng Nga. Ta thấy có vĩ đại mà bác lại chọn đề tài là ruộng đất nữa. Nghiên cứu vấn đề ruộng đất ở Việt Nam thì đấy là những điều mà chúng ta cần biết để hiểu thêm cái cuộc sống của bác. Đến cái mục là ngày tháng năm sinh, ngày để chống, tháng để chống không khai, năm sinh bác khai mỗi năm một khác, hoạt động bí mật nó phải thế. Đến mật nghề nghiệp bác ghi mỗi chữ làm thuê thế thôi. Thế ta hỏi mãi là bác làm nghề gì thích nhất, bác bảo bác có ba nghề thích nhất. Một là nghề khuân vác, bến cảng nhà rồng khuân vác. Hai là nghề dạy học, dạy thể dục ở Dục Thanh Văn Thiết. Ba là nghề thầy cúng. Ba nghề thích nhất của bác. Hỏi cái mục là trình độ học vấn, bác có khai như chúng ta là đại học, trên đại học đó, bác ghi mỗi chữ tự học. Thế là sao? Hỏi trình độ ngoại ngữ, bác biết bao nhiêu thứ tiếng bác có khai đâu, bác ghi mỗi câu, biết vài thứ, chấm hết. Toàn bộ tờ khai của bác có thế.
hồn nhiên, giản dị và khiêm tốn. Thế bây giờ bác dân vận bằng chính cái nghề thầy cúng này mà nhờ vậy tranh thủ được lòng dân. Mà đã tranh thủ được dân thì cái gì cũng có, khó mấy cũng xong, mà dễ mấy, mấy mà không có dân cũng chịu chết thôi. Đấy. Bài học dân vận của bác là như vậy. Trong phần đầu chúng ta đã nói về những cái sự kiện và đặc biệt là cái quan hệ của bác với dân và cái quan tâm của bác đến công tác dân vận. Đây là một cái nền để chúng ta đi vào sâu hơn cả cuộc đời sự nghiệp của bác và những tư tưởng đạo đức phong cách của bác. Và trong đó có tư tưởng của bác về giáo dục, về nhà trường và về nhà giáo. Bây giờ tôi kể với các đồng chí nghe mấy cái sự kiện này. Trong gia đình bác ấy các đồng chí, trong gia đình bác là người được sống thọ nhất ấy. Bác còn được 79 tuổi. Chứ còn những người thân trong gia đình bác đều mất sớm hơn cả. Mà em nhỏ của bác như tôi nói là có 4 tháng tuổi thôi mà. Các đồng chí ở trong này có điều kiện là thường xuyên về được quê bác, các đồng chí cố gắng về nhé. Thế rồi lại ra Bắc, đến tất cả các cái địa danh lịch sử mà có nơi bác sống và làm việc ấy, để có thể thấm thía hơn những cái dấu ấn lịch sử mà bác để lại cho chúng ta. Trong gia đình bác được 79 tuổi, mà chỉ cần thêm 3 tháng nữa thôi là ta có thể tổ chức thượng thọ 80 tuổi cho bác mà không kịp. Bác không chờ được, bác mất trong một cơn đau tim rất nặng. Mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan, như tôi nói lúc đầu là được có 33 tuổi. Bà lại mất vào dịp Tết các đồng chí nhé. Mà cái chuyến đi bộ từ Nam Đàn, Nghệ An vào Huế làm bà kiệt sức. Thế và bà làm nghề dệt lụa, dệt vải để nuôi chồng, nuôi con. Mà ở Huế lại sinh thêm một em nhỏ là Nguyễn Sinh Sim, Nguyễn Sinh Nhuận đấy. Thế là bà càng kiệt sức. Bác đi mua thuốc về cho mẹ, xin nước cơm, nước cháo nuôi em, thì mở cửa ra mẹ đã chết lạnh trên khung cửi. Mà ngày Tết các đồng chí nhé, bà mất vào 22 tháng Chạp. 23 Tết là ngày đưa tang mẹ của bác. Bác 10 tuổi đầu chít khăn tang, bế em nhỏ trên tay, đưa mẹ lên tận núi Tam Tầng ở ngoại ô thành phố Huế để chôn. Mà nhờ bà con hàng xóm giúp, chứ bác làm thế nào được, nó có 10 tuổi đầu. Sau này anh trai bác là ông Cả Khiêm, chị gái bác là bà Thanh, đã đưa hài cốt của mẹ về an táng trong quê, mà bác không có nhà. Đấy là mẹ. Bà nội của bác còn ít hơn nữa. Bà nội của bác là cụ Hà Thị Hy, chỉ sống được 32 tuổi đã mất. Tài hoa thì bạc mệnh. Bà là người phụ nữ đẹp nhất nhì ở cái tỉnh Nghệ An này, thế mà được có 32 tuổi. Anh trai bác ông Cả Khiêm được có 62 tuổi, mất vào đúng năm chiến dịch biên giới năm 1950. Bác không có nhà. Chị gái bác đã một lần ra Hà Nội thăm bác, chuyến thăm duy nhất và cuối cùng, thọ được 70 tuổi. Nhưng bà lại mất đúng năm chiến thắng Điện Biên Phủ, năm 54 nhé. Cho nên năm nay, đứng về mặt tình cảm mà nói đấy, ta vừa kỷ niệm 54 năm Điện Biên Phủ, cũng lại là 54 năm, ngày 55 năm, 65 năm chứ, ngày mất của chị gái bác. 65 năm Điện Biên Phủ cũng là 65 năm ngày mất của bà Thanh. Bà Thanh tức là Bạch Liên đấy các đồng chí. Bố bác được có 67 tuổi thôi, mà cụ mất trong một hoàn cảnh cô độc, không có người thân nào bên cạnh, ở tít tận Cao Lãnh, Đồng Tháp xa xôi, chưa bao giờ bác đến cả. Bác chỉ có tấm ảnh ngôi mộ của bố bác mà do cán bộ miền Nam tập kết chụp mang ra đưa bác thôi. Đấy.
Tất cả câu chuyện gia đình, những người thân của bác như vậy. Bác còn có một người dì ruột rất thương bác, đó là bà Hoàng Thị An, là em của mẹ bác. Ông ngoại bác là Hoàng Xuân Đường, bà ngoại bác là cụ Nguyễn Thị Kép. Thế các đồng chí về Nam Đàn chắc các đồng chí đều biết nó có cái tấm biển chỉ đường thế này, đây là đường vào khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì ta đến viếng trên núi, mà dưới đèo có hai cái nấm mộ nữa của bà nội và của em nhỏ, còn nguyên bia hết mà. Bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Hà Thị Hy, thọ được 32 tuổi, trên bia còn ghi như vậy. Còn cái ngôi mộ nhỏ xíu thế này mà có cái bia nữa, ta đọc được cả Nguyễn Sinh Nhuận, tức Nguyễn Sinh Sim, 4 tháng tuổi, em trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để chúng ta hiểu hết gia cảnh của bác là như vậy, nhất là bác 10 tuổi đầu mồ côi mẹ. Khi đã là chủ tịch nước rồi mà bác còn nhớ từng chi tiết, bác kể cho chúng ta nghe mà vừa kể vừa khóc cơ. Bác bảo em bác tội lắm, có 4 tháng tuổi đã mất trên cánh tay của bác, nghèo khổ đến mức không có cái gì cả, phải nhờ hàng xóm tháo cánh cửa, lấy cái miếng gỗ bên trong đóng cái áo quan nhỏ xíu, lót em trong cái tấm áo rách đưa đi chôn. Thì ta thấy là đời tuổi thơ của bác cay đắng như vậy, trực tiếp chứng kiến cái chết của mẹ và của em. Còn những người thân khác bác đi xa cả. Bố bác mất vào đúng lúc bác đang ở nước ngoài thành lập đảng. Anh trai mất lúc bác đang chỉ huy chiến dịch biên giới. Chị gái bác mất lúc bác đang ở Điện Biên Phủ, ở Việt Bắc. Đến khi bác mất đi các đồng chí, chúng ta còn tìm được một cái hộp gỗ nhỏ sơn mài đã bong sơn rồi, để trên tủ sách của bác ấy. Mở ra có ảnh mẹ bác, bà Hoàng Thị Loan, đã ố vàng theo thời gian, và ảnh cái ngôi mộ của bố bác mà do cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, đến đó chụp vội vàng mang ra đưa bác. Bác giữ như vậy đến tận phút chót của cuộc đời rồi. Các cô giáo mầm non và tiểu học rồi sau này dạy về Bác Hồ cho các cháu, mà chỉ dạy kể chuyện đi, các cháu nó còn nhỏ quá, chỉ có dạy kể chuyện, nhất là chuyện bác thời thơ ấu thôi đấy. Thì ta đừng quên cái chuyện là cái chuyến đi từ Nghệ An vào Huế, dừng chân ở đèo ngang ở Quảng Bình đấy, lúc đó bác có 5 tuổi, bác làm những bài thơ mà đọc lên đã mang khẩu khí của thần đồng đấy cơ. Rồi đây ta sẽ công bố hết tất cả những tư liệu đó làm tài liệu tham khảo cho các nhà trường, các cô giáo, thầy giáo. Thế rồi trong cái chuyến mà bà Thanh ra Hà Nội thăm bác, là thăm em trai mình, cảm động lắm. Tại sao mà bà Thanh ra thăm bác mà không mang quà cáp gì, chỉ mang có 2 con vịt bầu đấy các bạn. Bà muốn thử bác đấy, bà sâu sắc lắm. Bây giờ em trai mình là chủ tịch nước, quyền cao chức trọng rồi, xem có nhớ gì những ngày xưa thời thơ ấu không. Bà không mang gì theo, chỉ 3 con vịt bầu, ý là làm cơm cho em ăn. Bà biết tính em mình là thích ăn thịt vịt luộc mà. Đấy, bác nói, bác của chúng ta là thế. Thế ra đến Hà Nội xa xôi vất vả như thế, đường xá thì khó khăn, nước nhà mới độc lập, cái gì cũng khó khăn thiếu thốn. Bác có tiếp được ngay đâu. Bác đang bị các nhà báo nước ngoài nó phỏng vấn xoay xung quanh cả. Cảnh vệ vào báo tin là thưa bác, có người nhà ra thăm gặp bác. Bác rất cảm động sửng sốt không biết là ai. Bác bảo tả cho bác xem người đó thế nào. Bảo thưa bác, đó là một người phụ nữ rất phúc hậu, mà đứng tuổi mà tay chỉ cầm 2 con vịt. Bác khóc ngay. Đúng là chị gái của bác rồi. Bố mất rồi, mẹ mất rồi mà. Đúng là chị gái của bác rồi, chú ra đón chị vào cho bác. Bác trả lời khách nước ngoài xong, bác xin tiếp chị ngay. Xong rồi bác nghĩ lại, bây giờ tiếp chị ở đâu? Nước nhà mới độc lập, cái gì cũng khó khăn, chỗ ở của bác cũng còn chưa có. Thế mà kẻ thù thì nó lại hay xuyên tạc. Vừa mới độc lập xong lại thấy bà chị của chủ tịch ra thăm, nó lại vu ra là một người làm quan cả họ được nhờ, rắc rối lắm. Bác rất cẩn thận, bác tránh. Bác bảo với cảnh vệ là
bác nhờ chú đưa chị bác về ở tạm nhà gia đình giáo sư Đặng Thái Mai. Các đồng chí biết giáo sư Đặng Thái Mai cả, học giả nổi tiếng của nước ta, người mà bác chọn làm bộ trưởng giáo dục đào tạo đấy, ngay sau khi mà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Giáo sư Đặng Thái Mai lại là con của nhà nho Đặng Nguyên Cẩn nổi tiếng ở miền Trung, là bạn thân của bố bác. Thế thì bác phải đưa về nhà giáo sư Đặng Thái Mai để bác viết tiếp cho nó tiện, tránh những tiếng xấu. Bà Thanh thì không hiểu ý bác, tức là không hiểu ý em mình, lặn lội từ trong quê ra, chưa được thấy em, chưa nhìn thấy mặt em, chưa được em tiếp, mà em lại tiếp không ở chỗ ở, lại ở chỗ khác, nên bà buồn lắm. Các đồng chí có cảm nhận thấy là có phải người xứ Nghệ chúng ta có một cái tính cách rất quý, là cương trực, thẳng thắn, giận hay ghét là nói thẳng ra ngay. Đúng không? Bà Thanh giận bác đấy, dỗi bác. Đấy. Chưa được gặp em lại tiếp ở chỗ khác, bà dỗi, có phần tủi thân đấy cơ. Vào đến gia đình giáo sư Đặng Thái Mai, bà còn giận hơn nữa cơ. Ai lại nhà cửa thì rộng rãi nhưng vắng vẻ, không có tiếng trẻ nhỏ nữa, nó không có đầm ấm nữa. Giáo sư thì đi vắng, ở nhà có mỗi một bà phụ nữ, bà vợ, đấy, phu nhân đấy cơ, bà Hồ Thị Toan. Cái bà này rất tốt bụng lắm, niềm nở, nhân hậu, chỉ mỗi cái nhược điểm bà ấy nói nhiều quá đấy cơ. Cứ nói cả ngày thế này. Nhưng các bạn nữ rút kinh nghiệm nhé, nói nhiều khổ lắm đấy. Phải rút kinh nghiệm. Ai lại vừa mới thấy bà chị trong quê ra, chưa hỏi thăm sức khỏe gì, thấy tiếng vịt nó kêu, bà ấy cho luôn một câu: sao chị không mang đôi gà ra có hơn không? Ngoài Bắc người ta kiêng ngăn thịt vịt đầu tháng lắm đấy. Rất là thật thà đấy các ông chứ. Bà Thanh vốn đang giận bác, lại thêm cái bà này nữa. Thế là bà nói luôn một câu nhé: tôi ra thăm em tôi có gì tôi mang nấy, tôi có đi thăm người quyền cao chức trọng bao giờ đâu mà tôi biết. Nói hờn nói mát đấy. Bà Hồ Thị Toan sợ quá, biết là hỏng rồi, mình lỡ miệng mất rồi, lạnh: chị tha cho em, không có bụng dạ nào đâu, em chỉ lắm nhời thôi. Người rất thật như thế mà các chị cũng biết cả nhược điểm của mình đấy chứ. Các bạn là nhà giáo, các bạn có nhớ câu của Lenin không ạ? Lenin nói một câu sâu thẳm nhé. Ông nói là khuyết điểm là gì? Câu này đúng cho cả nhà giáo và đúng cho tất cả các cán bộ lãnh đạo chúng ta đây này. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm chẳng qua chỉ là ưu điểm được sử dụng quá mức cần thiết thì thành ra khuyết điểm. Nói nhiều là ưu điểm chứ, đúng không? Nói nhiều phải là người sởi lời, dễ gần, thật thà thì dễ gần lắm. Nhưng mà nó có giới hạn thôi. Nhiều quá thì thế nào cũng bị hớ hênh trên khuyết điểm. Nói ít cũng là khuyết, cũng là ưu điểm, vì là người sâu sắc, dễ sống về nội tâm, giống tình cảm. Nhưng mà nếu thận trọng quá, ít quá đấy, nó thành ra dè dặt, khó gần. Cho nên cái gì cũng có mức độ, mà bác là điển hình của vấn đề mức độ, tức là tính hài hòa. Hài hòa, thấu lý, đạt tình, ta học bác cái ứng xử đó nhé. Đấy. Thế thì khi mà bà Toan xin lỗi bà Thanh rồi, bà mới nói là bây giờ mời chị ngồi nghỉ, em sẽ chế biến hai con vịt này thành nhiều món để trưa nay chị tiếp bác Hồ. Bà Thanh nói luôn: tôi tiếp em tôi cậu Thành. Ý rất là có ý đấy nhé, không phải thấy người sang bắt quàng làm họ đâu. Tôi tiếp em tôi cậu Thành, Nguyễn Tất Thành. Khi ra thăm em, khi gặp được bác ấy, hai chị em ôm lấy nhau và khóc. Khóc xong rồi bà Thanh làm cái việc gì các ông chí không? Mới lật tai bác ra để xem cái vết sẹo này, xem có đúng là em mình. Mắt sáng thì rất đúng rồi, nhưng cái vết sẹo ở tai này, thời ấu thơ câu cá, cái lưới câu nó mắc vào đây này, còn nguyên hết đấy các ông. Thương em đến thế cơ mà. Thế bà Thanh dặn là: thím muốn làm bao nhiêu món thì tùy thím, nhưng hôm nay phải nghe tôi chỉ làm một món thôi. Bà đang muốn thử mà. Thím luộc tất cả lên, bày vào cái đĩa to cho tôi, đĩa hoa to cho tôi. Bà còn dặn thế này nhé: thím nhớ là đừng có cho tỏi vào nước chấm nhé. Cậu Thành không ăn tỏi đâu, làm muối gừng cho cậu chấm thôi. Đúng là phụ nữ, thương em đến thế là cùng mấy chục năm mà từng chi tiết vẫn nhớ như thế. Thế là bà vừa mới nói xong thì bà nghe tiếng còi ô tô, biết là em về, bà mừng lắm chứ. Mừng mà vẫn giận, đúng không?
Hãy mừng mà vẫn giận. Bà quay mắt vào trong tường không tiếp, quay lưng ra. Ta xem bác ứng xử thế nào nhé. Bác chỉ nói một câu thôi mà hai chị em ôm lấy nhau mà khóc. Chị ơi, có lẽ nào mà chị dỗi em nhiều thế. Bà Thanh run lên, quay ra ôm chầm lấy bác, nước mắt nhòa. Bà hỏi trong nức nở là việc riêng của cậu đến đâu rồi? Chị gái gọi em trai bằng cậu, ý là giục bác lấy vợ. Bác khóc. Bác bảo 55 tuổi rồi, nhỡ nhàng mất rồi. Bây giờ chỉ còn lo cho dân, cho nước thôi. Em không còn thời gian đâu mà nghĩ chuyện riêng tư đâu. Nước nhà mới độc lập mà 2 triệu người chết đói thê thảm làm vậy. Bây giờ đang cần phải nhịn ăn để lấy gạo nuôi dân. Trên họp chính phủ phiên đầu tiên mà bác đề nghị các bộ trưởng ủng hộ bác nhịn ăn để lấy gạo nuôi dân. Cứ 10 ngày nhịn một bữa, mỗi bữa là một bơ gạo, góp chung lại cứu dân nghèo. Tôi xin làm trước tiên, tôi tức là bác. Một câu thôi mà nói đi đôi với làm như vậy. Bác còn dặn thanh niên trong văn phòng của bác là các cháu cố mà nhịn. Đang tuổi ăn tuổi ngủ bác biết, nhưng mà 10 ngày mới nhịn có một bữa thôi không chết được đâu. Nhưng mà dân thì có bữa cơm bữa cháo bác cũng nhịn. Đã nói nhịn là phải nhịn không có nấu cơm. Còn nếu việc riêng bác phải tiếp khách thì bác sẽ nhịn bù vào hôm sau. Trên đời này không có vị chủ tịch nước nào mà thương dân đến như thế. Cả nước, cả thế giới xúc động, chứ không riêng chúng ta. Đấy. Thế câu chuyện bà Thanh và bác là thế. Vào ngồi vào bàn ăn, bà gắp thức ăn cho bác mà tay bà cứ run thế này. Bà đang đợi phép thử đúng hay sai. Mà bác thì vốn rất nhạy cảm, bác biết ngay chị đang thử mình. Bác nói ngay nói trước, chị gắp thức ăn cho em mà em bỗng nhớ bà ngoại quá. Em còn nợ bà những năm roi mà chưa trả được thì bà lại mất rồi. Thế là bà Thanh òa lên khóc, biết là phép thử thế là thành công. Một việc nhỏ như vậy thời ấu thơ mà bác còn không quên, thì bây giờ lo việc dân việc nước sẽ chu đáo vẹn toàn. Đấy, bà Thanh sâu sắc ở chỗ đó đấy các đồng chí. Mày có ngờ đâu, đấy cũng là bữa gặp, lần gặp đầu tiên mà cũng là cuối cùng. Thế tại sao lại nợ bà ngoại năm roi? Vì một lần nhà ngoại có dỗ. Bà ngoại cho 2 anh em trai, anh ông Cả Khiêm một cái chân vịt, bác một cái chân vịt. Ông Cả Khiêm thì 7-8 tuổi, bác thì có 4-5 tuổi. Thế là ông Cả Khiêm trêu anh, trêu em chứ. Chân của anh nó dài hơn nhá, to hơn nhá. Bác lại tưởng thật không? Bác mới rằng luôn lấy. Thế là ông Cả Khiêm buông tay ra, bác ngã vào đằng sau, đổ mấy cái bác của bà vỡ mấy cái. Bà đánh cho mỗi cháu 10 roi. Ông Cả Khiêm là anh lại đầu têu đúng 10 roi. Bác chỉ có 5 roi. Bác, bà thương bác lắm. Bà bảo là bà cho cháu nợ 5 roi. Ngoan thì bà tha, mà hư thì bà đánh tiếp. Thế mà bây giờ còn nợ bà 5 roi chưa trả được thì bà lại đi mất rồi. Đấy, bà bác sâu sắc đến thế đấy các đồng chí. Thì ta mới càng thấy rằng là bây giờ học bác trước hết là học đạo đức, học tâm hồn, tình cảm của bác. Ăn ở trước sau như một, như bát nước đầy vậy. Đấy, và cái đó là cái nền tảng của đạo đức, là cái gốc để làm người chứ. Đấy, đấy là câu chuyện giữa bác với bà Thanh. Thế tôi nên đến dỗ bác nhé. Nếu các đồng chí làm cơm dỗ bác mà làm thịt vịt, chớ có cho tỏi vào nước chấm, theo đúng lời bà Thanh dặn lên. Bác là thế đó. Bác là con người chứ đừng cứ nghĩ bác là ông thánh. Ta cứ thần thánh hóa bác là không đúng đâu, làm khổ bác. Bác mất cả tự do cũng chỉ vì chúng ta thôi chứ. Bác không lập gia đình, bác hy sinh cho dân cho nước thì đấy là việc bác nghĩ, nhưng mà cũng vì chúng ta nữa. Ta cứ thần thánh hóa bác thì bác lấy vợ thế nào được? Cái đồng chí mà lái xe cho bác thương bác nhất chứ, cứ chở bác đi làm thế này, kể cho ta nghe là bác ân cần lắm. Bác cứ quàng tay qua tôi, qua cái buồng lái, bác dúi cho 2 điếu thuốc lá. Bác bảo bác lấy trong bàn tiệc ra phần chú đấy, chú hút đi. Thế xong bỗng nhiên cái xe nó sắp, nó mới nhô cái vật đen đen ở đằng sau túi quần của ông lái xe lên, cái khẩu súng ngắn. Bác bảo chú lái xe cho bác mà cũng có súng à. Thế được bác hỏi thì mừng quá con gì, để khoe mà.
bảo thưa bác, chúng cháu được lệnh của trên, ai cũng phải có súng để bảo vệ bác. Bác cười, bác bảo chú bắn được một phát thì địch nó bắn bác 100 phát. Cho nên bác phải dựa vào dân là chính chú ạ. Đến bây giờ, đại hội 12 vừa rồi, đảng mới ghi vào văn kiện dựa vào dân mà xây dựng chỉnh đốn đảng. Để ta thấy mỗi câu, mỗi lời của bác, nếu mà biết học, biết nghĩ đấy, nó sâu sắc biết nhường nào. Ông Cả Khiêm cũng thế chứ. Tình cờ ra thăm bác mà thăm vội, thăm vàng, có mấy phút thôi, rồi về ngay, chiến tranh nổ ra đến nơi rồi. Chỉ mang ra cho em có mấy quả cam xã đoài làm quà, rồi về ngay. Ông Cả Khiêm hỏi bác một câu, dặn bác một lời. Anh biết chú rất bận, nhưng chú cố thu xếp để về thăm lấy quê rồi lấy một lần. Dù lấy một lần, bác hứa với anh thế nào cũng về để em thu xếp. Lúc về được thì cả anh cũng mất, cả chị cũng mất, chả còn ai. Chỉ còn những người bạn nhỏ ngày xưa, bây giờ 70, 80 cả. Bác nói thế này, tôi về thăm quê chẳng có quà cáp gì đâu, mang một tấm lòng. Về đến quê thấy đã đổi khác như hơn ngày xưa rất nhiều, tôi rất mừng. Bây giờ xin mời cụ mỗi cụ một điếu thuốc lá làm vui. Thế là bác mở hộp thuốc lá của bác ra, bác mời từng cụ già cái tuổi như tuổi bác, ngày xưa là bạn câu cá với nhau cả. Thế bác đang chia thuốc lá cho các cụ thì bỗng nhiên một ông trung niên 40 tuổi mới chen vào giữa, mới giơ tay ra thế này, ông bác cho cháu một điếu. Bác có cho đâu, bác cười, bác bảo chú còn nhỏ lắm, hút thuốc lá thế nào được. Nhỏ là nhỏ so với các cụ 70 kia kìa. Đấy, bác ứng xử thế đấy các ông. Thế ông Cả Khiêm hỏi bác một câu thế này nhé, là anh đã vậy, liệu chú cũng định ở vậy sao? Thì bác không khóc nữa. Bác ngâm cho anh nghe một câu kiều, đặt tay vào vai anh, ngâm cho anh nghe một câu kiều, đã tu, tu chót, qua thì thôi. Càng thấy bác là một con người chứ, có phải ông thánh gì đâu. Này, thế bây giờ trở chuyện, câu chuyện ông lái xe. Ông lái xe thương bác nhất là mỗi khi bác ốm, trông bác gầy mà cô đơn buồn, cứ giục bác lấy vợ. Bác bảo các chú cứ làm việc tốt đi là thương bác rồi, còn bác hy sinh cho đồng bào thì bác chịu được, các chú không học bác chỗ này được đâu. Đến lúc mà ngồi tâm sự riêng, bác còn nói thế này này, các chú cứ giục bác lấy vợ, nhưng mà bác biết lấy ai bây giờ? Cả nước gọi bác là bác thì bác biết lấy ai bây giờ? Có đúng thì em ra làm gì? Cả nước gọi bác là bác thì bác biết lấy thế nào được? Bác rất con người ở chỗ đó đấy. Ở nước ta ai là người gọi bác đầu tiên, rồi toàn đảng gọi, toàn dân gọi, đến bác cũng phải gọi là bác. Chính là đồng chí Trường Chinh, người mà 3 lần làm tổng bí thư, kiệt xuất lắm đấy, 3 lần làm tổng bí thư. Học trò xuất sắc của bác, coi bác là người anh cả trong trung ương, gọi là bác tức là anh cả. Thế rồi toàn dân gọi, bác cũng phải xưng hô là bác với chúng ta, thế thì biết lấy ai được. Cái tâm sự này là rất đúng. Chưa kể là bác 55 tuổi đọc tuyên ngôn độc lập thành chủ tịch nước, báo chí cứ rầm rập đăng tin Hồ Chủ tịch, vị cha già của dân tộc. Thế thì bác lấy ai được không chứ? 55 tuổi mà bảo bác là cha già dân tộc thì bác lấy ai được? Trong khi 60 tuổi bác vẫn coi là thiếu niên cơ mà, 78 tuổi bác coi là chưa già lắm cơ mà. Đấy, ta hồn nhiên quá mà bác thì sâu sắc quá. Bác phê bình chúng ta là các chú làm khổ bác mất rồi. Ta chỉ nghĩ thoáng qua là chắc là bác phê bình là không nghiêm túc về chính trị. Cha già dân tộc phải là hùng vương chứ, bác là con đẻ của dân tộc thì đúng. Đấy là ta ngợi ca, ta nói như vậy chứ không đúng về mặt lịch sử. Thì đấy là một cách hiểu, nhưng mà có gần bác mới hiểu đúng được. Bác tâm sự với những người giúp việc ý, là cả nước gọi bác là cha già dân tộc thì có khác gì cấm bác lấy vợ. Cha già dân tộc thì lấy ai được các làm gì? Phụ nữ dù có yêu bác bao nhiêu đi nữa cũng chịu chết, không ai dám dũng cảm lấy cha già dân tộc. Đấy, ta hồn nhiên ta cứ nghĩ như vậy, có biết đâu là nó ngáng trở bác như thế chứ. Đấy, bác rất con người ở chỗ này. Bác là chủ tịch đảng, tức là còn cao hơn tổng bí thư cơ.
Chủ tịch Đảng là người sáng lập cơ mà. Tổng Bí thư là đứng đầu trung ương thôi. Ông Lê Duẩn là Tổng Bí thư giảng lý luận cho cán bộ cao cấp. Bác là Chủ tịch Đảng, bác ngồi nghe dự giờ. Bác là nhà giáo mà, bác rất chú trọng vấn đề dự giờ đấy các đồng chí. Bác đi dự giờ dạy lịch sử, dạy địa lý ở trường Chu Văn An, tan giữa lớp, bác còn bảo cô giáo là giữ học trò lại, bác kiểm tra. Bác gọi đến chỉ bản đồ, có biết chỉ đâu. Thế là bác mới hướng dẫn cách chỉ bản đồ như thế nào. Cô giáo dạy sử dạy địa thì biết có quá là một kỹ năng. Đấy. Ở Chu Văn An đấy, bác là chủ tịch đảng, bác đến tận thành ủy Hà Nội, bác giảng cho lớp đảng viên trẻ, lớp đối tượng đảng đó. Thế bây giờ bác dự giờ của Tổng Bí thư. Tổng Bí thư giảng cho cán bộ cao cấp nguồn đấy. Như bây giờ là gọi là cán bộ nguồn. Ông ấy giảng đúng chủ đề đại đoàn kết, là cái chủ đề máu thịt của bác ấy. Thuận vợ thuận chồng bể đông tát cạn, thuận bè thuận bạn tát cạn bể đông. Ông ấy ngâm nga như vậy, bác đứng lên luôn. Bác bảo bác có mỗi một mình bác thôi, bác biết thuận với ai ở đây bây giờ. Đấy, càng biết thương bác. Và bác trả lời ngay này, phải có đôi các chú ạ, có đôi, chứ một nó lẻ loi đơn chiếc lắm, nó trái lẽ tự nhiên. Cho nên không có đôi thì bác sẽ làm việc bằng hai để bù lại. Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt ra đời trong cái bối cảnh đó đấy. Trong cái câu chuyện nỗi lòng của bác như thế. Chứ còn bác là một con người mà tài hoa nhiều phương diện, bao nhiêu người yêu quý bác ấy. Yêu quý bác lắm, thanh niên đúng không? Thanh niên lúc nào chỉ muốn gần bác, kể cả thanh niên gái, thanh niên trai. Nam thanh niên đến gần bác hút là để xin thuốc lá, có gì cứ ngắm bác hút thuốc lá say sưa, đợi bác hút hết nửa điếu rồi mới chìa tay ra, bác cho cháu. Bác phải thân thiện thế nào ta mới dám làm thế chứ, có ai thế đâu. Bác có cho đâu, bác cười, bác vẫn hút tiếp. Bác lấy một điếu nguyên vẹn bác cho, điếu mới nguyên vẹn. Bác nói câu hay lắm. Bác không có gia đình, không có vợ, có con, nhưng bác học được lời ăn tiếng nói của ông cha mình, gọi là dân gian, văn học dân gian. Tục ngữ ca dao bác rất là thành thạo. Bác bảo sao mà chú khôn thế? Gái một con thuốc ngon nửa điếu chú lại xin của bác. Đấy. Thế đúng là một phải con người như thế nào bác mới hiểu thấu đến thế. Thế còn các cháu gái đấy đến gần bác chỉ khóc. Chưa kịp nói câu nào đã khóc vì xúc động quá mà. Ta cứ xem cái bộ phim lễ tang bác, ta biết có đau đớn không? 50 năm rồi mà nó vẫn cứ xôn xao như ngày hôm qua hôm nay vậy. Các cháu gái chỉ khóc. Nhất là các cháu dũng sĩ diệt Mỹ ở miền Nam, bác cho ra chữa bệnh, rồi được thăm miền Bắc và thăm bác. Bác ân cần chu đáo lắm. Bác dặn Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch phải nghiên cứu chế các loại thuốc để chăm sóc các cháu gái. Chiến tranh rồi sẽ kết thúc, phải làm sao cho các cháu vẫn làm vợ, làm mẹ được. Bác thương thế cơ mà. Nên các cháu gái càng thương bác, ra chỉ khóc. Bác bảo ra với bác phải vui lên, mà sao cứ khóc vậy. Thế là càng nức nở hơn. Bảo thưa bác, khó mấy chúng cháu cũng không sợ, hy sinh mấy chúng cháu cũng không sợ. Chúng cháu chỉ sợ nhất phải nghe bác Hồ trăm tuổi. Trăm tuổi tức là mất đấy. Mà quả nhiên rồi cái điều đó xảy ra. Bác nghe bác rất xúc động. Mà lúc bây giờ là bác 79 tuổi rồi. Năm cuối cùng đấy. Mà đi bên cạnh bác bao giờ cũng là Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bác quay sang Thủ tướng bác hỏi, chú Tô, năm nay bác bao nhiêu tuổi? Thủ tướng bảo thưa bác, năm nay bác đúng 79 tuổi. Bác bảo vậy là còn 21 năm nữa bác mới trăm tuổi. Bác nói đánh Mỹ 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, chứ bác có nói 21 năm đâu. Các cháu đánh Mỹ giỏi, bác vui, bác khỏe, thì bác sẽ sống lâu hơn để gặp các cháu. Ai cũng khóc. Có ngờ đâu chỉ mấy tháng sau, tất cả nước mắt lưng tròng đeo khăn tang trên ngực để chờ bác đó. Đấy là những điều mà chúng ta phải hiểu hết để thấu đáo con người của bác như thế. Tức là thấm đẫm chất nhân văn, chất con người. Nhân đây, ta lại có dịp trở lại câu chuyện giáo dục. Như lúc đầu tôi nói là phương pháp rất quan trọng.
Bác rất chú trọng về phương pháp. Tại sao bác về Hải Phòng 9 lần? Thành phố Cảng. Hải Phòng là nơi đặt rất nhiều trường miền Nam tập kết. Các cháu bé tập kết bây giờ lại toàn cán bộ cao cấp hết. Bộ trưởng, thứ trưởng, đại tướng, đại tá đủ hết. Rồi các giáo sư, trí thức lớn, nghệ sĩ đều từ đây mà ra cả. Nuôi dưỡng mầm non cho đất nước, tính toán lâu dài. Bác về thăm Hải Phòng nhiều lần chính là thăm các cháu học sinh miền Nam. Miền Nam trong trái tim tôi. Cô giáo hiệu trưởng báo cho bác là các cháu đa số là ngoan, học giỏi. Nhưng cũng không ít cháu hư lắm. Không học, bỏ lớp, bỏ trường đi chơi, cãi thầy, cãi cô, đánh cả bạn. Nhớ nhà, nhớ quê hương không học. Cứ tưởng 2 năm thì trở về, ai ngờ 21 năm mới thống nhất đất nước. Bác rất lo. Bác bảo tập trung tất cả các cháu ở bãi cỏ rộng, có bóng mát, bác nói chuyện. Mà biết tính bác là hay cho kẹo các cháu. Chuyên bưng một đĩa kẹo đầy ra để bác phát cho các cháu. Bác có phát đâu. Mọi khi bác ân cần chia cho từng cháu một, còn hôm nay bác không phát. Bác muốn để các cháu tự đánh giá và tự lấy kẹo. Ta học bác về phương pháp sư phạm nhé. Bác bảo là bác nghe các cô giáo, thầy giáo báo cáo là các cháu rất ngoan, học giỏi, bác rất khen. Bác cố động viên không nói cái khuyết điểm. Bây giờ bác thăm các cháu và chia kẹo cho các cháu. Bác chỉ ra tiêu chuẩn, như kiểu ta ra đáp án đấy. Cháu nào ngoan thì lấy 2 chiếc kẹo, tự lấy 2 chiếc kẹo. Cháu nào chưa ngoan hãy lấy 1 chiếc thôi, rồi ngoan bác sẽ thưởng thêm. Rất là tinh tế. Một cái ví dụ cụ thể đó mà tinh tế vô cùng về sư phạm chứ. Ý bác là một, xem các cháu tự đánh giá thế nào. Hai là tìm xem cháu nào là cháu hư qua cái đức tính trung thực của nó. Đấy. Sư phạm nó có cái giải quyết là thế đấy không? Đặt ra để mà tìm câu trả lời trong nghiên cứu là như vậy. Quả nhiên các cháu nó coi là nó ngoan, nó cứ lấy 2 chiếc 1, vèo cái là hết cả đĩa kẹo của bác. Đến cái số cháu trai nghịch ngợm, đầu tóc rối bù, mắt rất sáng linh lợi, nhưng mà trông nghịch ngợm lắm. Nó cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng nó lấy 1 chiếc. Thế là bác biết rồi đây. Bác bảo sao cháu chỉ lấy 1 chiếc vậy? Thế là òa lên khóc. Con người ta là thế, được quan tâm, được quan tâm đến, chăm sóc đến ấy, là cái cảm xúc con người, nhân tính nó trỗi dậy. Người ta là thiên lương, cái phẩm chất tốt đẹp vốn có đấy. Thế là òa lên khóc. Bác bảo nín đi nào, con trai không được khóc. Bây giờ kể cho bác nghe vì sao nào. Bảo thương bác. Bác bảo chưa ngoan, bác chỉ cho 1 chiếc thì cháu chỉ dám lấy 1 chiếc thôi, cháu chưa ngoan. Bác bảo thích chưa ngoan như thế nào, kể bác nghe. Bảo thưa bác, cháu đánh bạc, cháu cãi thầy, cãi cô, cháu bỏ lớp đi chơi. Thế là đúng như cô hiệu trưởng nói nhé. Bây giờ bác đưa ra kết luận, đúng là một nhà giáo. Bác bảo cháu biết là mình chưa ngoan, tức là cháu đã ngoan rồi. Bác cho cháu thêm 1 chiếc nữa. Đấy. Biết là mình chưa giỏi, tức là đã giỏi rồi đó. Biết là mình còn kém, tức là đã khá hơn hôm qua rồi. Đấy. Đấy. Trong sư phạm nó có cái điều tinh tế như thế. Thì chính cháu bé đó sau này lớn lên thành dũng sĩ diệt Mỹ, thành anh hùng lực lượng vũ trang. Mà không bao giờ quên cái câu chuyện ngày xưa tuổi thơ đã được bác chăm sóc như vậy. Các đồng chí ở trong này có nghe chuyện ở Hà Nội nó có cái trường rất nổi tiếng là trường Trưng Vương. Trường Trưng Vương là trường đặc biệt là học trò toàn con gái đó, gọi là trường nữ học. Năm 45-46 đó. Trước đó là trường Đồng Khánh ở Huế. Thế mà bác bận như thế mà tại sao khai giảng năm học đầu tiên bác đi thăm các trường, các lớp. Bác vào trường Trưng Vương, bác dự giờ đúng 1 giờ tiếng Anh. Thời trước ngoại ngữ đã dạy chú trọng lắm đi tiếng Anh. Cô hiệu trưởng mời bác đi dự giờ, bác chọn đúng 1 giờ tiếng Anh. Và bác dự giờ, bác chỉ luôn một cháu gái 13 tuổi đứng lên phát âm cho bác. Đọc cho bác nghe, bác chữa lỗi phát âm cho. Cháu bé đó là ai đấy các đồng chí?
Cháu bé đó sau này là giáo sư tiến sĩ toán học Hoàng Xuân Sính. Đồng chí là học sư phạm, học khoa toán nhé, thì biết cô giáo Sính. Sau này bà là hiệu trưởng Đại học Thăng Long. Đấy. Bà viết hồi ký: bà suốt đời tôi không bao giờ quên được cử chỉ ân cần đó của bác, như một người thầy, như một người cha vậy. Bà Hoàng Xuân Sính là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán học tại Pháp trong những năm chống Mỹ cứu nước, viết luận án tiến sĩ trong hầm cơ mà, rồi mang sang Paris bảo vệ cơ mà. Giỏi đến như vậy. Cho nên phụ nữ chúng ta rất đáng tự hào nhé, vì nhiều tiềm năng lắm đấy. Có điều là có biết khai thác và nuôi dưỡng hay không thôi. Đấy. Mà tất cả là từ tình thương của bác như thế. Cho nên thêm một câu chuyện nữa về sư phạm của chúng ta là vậy. Tại sao bác đi thăm các cái trường dân tộc nội trú? Nghệ An cũng có đấy các đồng chí. Trường nội trú là trường dân tộc thiểu số đó. Đào tạo cán bộ tại chỗ mà. Các cháu gái, bác hỏi cháu dân tộc nào? Kể cho bác nghe, nào là Tày, nào là Nùng, nào là Thái. Bác bảo đấy, sao ăn mặc giống hệt người Kinh thế này? Tại sao không ăn mặc quần áo dân tộc? Quan tâm săn sóc tỉ mỉ như vậy nhé. Nhất là phụ nữ. Không ai quan tâm đến phụ nữ chân thành cảm động như bác. Tại sao mà bác đi thăm nhà máy bia Hà Nội, nhà máy dệt mùng 8 tháng 3 Hà Nội, hai cái nhà máy này rất đặc biệt vì lao động đa số là nữ, như cháu dục chúng ta bây giờ đa số là nữ. Giám đốc, bí thư đảng ủy, chủ tịch công đoàn là nữ hết. Bác khen là sản xuất thì tốt, nhưng bác chê là ít quan tâm đến vấn đề văn hóa. Nhà máy không đẹp, không sạch, không có vườn hoa cây cảnh. Và câu sau này, mà bác hỏi các cô một câu: nhà máy toàn lao động nữ, toàn chị em cả, mà sao ít nhà vệ sinh, ít nhà tắm thế? Hàng tháng của chị em thế nào? Quan tâm đến như thế cơ mà các đồng chí. Thì đủ hiểu ai cũng xúc động về bác. Đấy. Cho nên chúng ta nghiên cứu về bác Hồ từ cuộc đời gia đình của bác, những người thân trong gia đình bác và những ứng xử của bác, ta mới càng cảm thấy bác sống mãi trong lòng dân là đúng. 10 năm cuối đời mà bác đi về với dân 700 lần. Có lãnh tụ nào mà đến với dân nhiều như vậy, 700 lần. Bác ra cả Cô Tô gì, bác ra cả đảo Tuần Châu gì, 70 tuổi mà ngày bây giờ đường xá khó khăn chứ đâu như bây giờ. Đến đảo Cô Tô mà bác nói chuyện trước đồng bào có chưa đầy 1.000 người, mà có đại biểu đi thôi. Thế mà tại sao lại không ai nghe được? Lạ thế. Bác nói giản dị chân thành thế mà không ai nghe được cả. Ta mới vỡ lẽ ra toàn Trung Quốc cơ, toàn người Hoa cả. Bây giờ thì họ rút hết rồi, nhưng nó để lại những hệ lụy không kém phần phức tạp đâu. Nào còn gia đình, chồng con, mồ mả, tất cả cũng còn. Đấy. Thế thì khi biết là như vậy, ta đề nghị bác là nói tiếng Hoa. Bác nói tiếng Hoa ngay, tiếng nào bác cũng làm chủ được hết mà, ai cũng hiểu. Và nhân tiện đó, chúng ta đề nghị bác, xin phép bác cho dựng tượng bác ở Cô Tô. Bác đồng ý ngay lập tức. Lạ thế đấy các đồng chí. Bác khiêm tốn có bao giờ cho phép như vậy đâu. Tại sao lần này bác đồng ý ngay lập tức? Ta mới hiểu ra là không phải vì bác đâu, vì chủ quyền. Bác là nguyên thủ quốc gia, là chủ tịch nước cơ mà, thì tượng bác tức là dấu ấn lịch sử ở đây. Đấy, độc lập là thế. Không phải ngẫu nhiên mà từ Điện Biên về bác lại dừng chân ở Nghĩa Lĩnh Đền Hùng. Nói một câu đi vào lịch sử: các vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Còn nếu bây giờ các bạn đến Cô Tô, ta chỉ đến Quảng Ninh thôi, qua huyện Vân Đồn có sân bay quốc tế rồi, ra biển bằng cano tàu thủy thì sẽ đến Cô Tô. Bây giờ hiện đại lắm, một cái huyện đảo chiến lược, đứng về mặt cấp hành chính là ngang với thị xã Hoàng Mai của chúng ta này, chứ không còn là một đảo, một huyện đảo chiến lược. Bây giờ là hàng vạn dân, còn khách du lịch hàng triệu người. Thì ta còn thấy ở Cô Tô bây giờ có nhà thờ. Trong cái nhà thờ đó có hai câu đối. Hai câu đối này chỉ mấy chục chữ thôi mà thâu tóm toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác. Tôi đọc nguyên văn để các bạn nghe này. Một bên là tận chung với nước,
xã Tắc Sơn Hà là thiêng, thiêng liêng. Một bên là tận hiếu với dân, độc lập tự do là quý. Chung với nước, hiếu với dân là lời Bác dạy chúng ta, nhất là quân đội. Không có gì quý hơn độc lập tự do là lời Bác trong lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước lúc Bác 76 tuổi. Xã Tắc Sơn Hà là chủ quyền. Một đôi câu đối mà khái quát toàn bộ những điều cao quý trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Còn đến đảo Tuần Châu, Bác chúc Tết đồng bào ngày mùng 1 Tết, hay là trước đó là giao thừa. Cano của Bác đã rời bến rồi, Bác lại nghe tiếng gọi thất thanh, mà tiếng của một người phụ nữ, mà tiếng người già, là Bác Hồ đâu rồi, làm sao các ông không cho tôi đi gặp Bác. Bác cảm thấy xót xa, có cái điều gì nó quẩn khúc chăng. Thế là Bác hạ lệnh cho cano quay lại, cập bến lại, để Bác xem cái bà cụ đó thế nào. Quả nhiên cano cập bến, người ta bắt cầu gỗ, thế là chúng ta dìu cái bà cụ lên cano gặp Bác. Một bà cụ già 70 tuổi mù lòa, có nhìn thấy gì đâu, tay cứ cùa quạng thế này, cứ bám vào áo Bác, sờ cả vào râu Bác. Bỗng nhiên trên mu bàn tay của Bác có giọt nước, nước mắt từ đôi mắt đã đục của cụ già nhỏ xuống bàn tay Bác, bảo đời tôi lại có dịp được gặp Bác ở đây hay sao, có đúng Bác Hồ không. Bác để cho cụ đỡ xúc động đã, rồi Bác mới nói: thưa cụ, chính tôi đây, cụ có được khỏe không. Một câu chuyện hết sức cảm động giữa lãnh tụ và dân, có ở đâu được như thế đâu. Đấy. Mà Bác có thói quen toàn đi chúc Tết đồng bào vào đêm giao thừa và sáng mùng 1. Còn đi trồng cây nữa. Ở Hà Nội, Bác dặn Thành ủy Hà Nội bố trí cho Bác đi thăm những trí thức lớn nhất, nổi tiếng nhất. Bác rất trọng người tài giỏi, hai là những người nghèo khổ nhất. Giáo sư Tôn Thất Tùng, giáo sư Hồ Đắc Di, giáo sư Trần Hữu Tước, giáo sư Đặng Thay Mai, hay là bác sĩ Trần Duy Hưng, vị chủ tịch thị trưởng đầu tiên của Hà Nội, toàn trí thức lớn cả, Bác trọng, Bác đi thăm. Thế còn người nghèo khổ, Bác đến thăm một gia đình phụ nữ khóa bụa, chồng mới chết, một nách 4-5 đứa con nhỏ, ngày Tết, ngày giao thừa mà bàn thờ lạnh ngắt khói hương, còn phải đi gánh nước bổ củi, kiếm mấy đồng bạc mua gạo cho con. Mà Bác về nhìn thấy Bác xúc động đổ cả thùng nước, ôm chầm lấy Bác mà khóc, nói là những người thân phận như cháu mà Bác cũng đến sao. Bác bảo những người như cháu mà Bác không đến thì Bác còn đến với ai nữa. Đấy. Càng cho thấy Bác cái lý do sống, hành động, tồn tại của Bác là vì dân. Ai nghèo khổ nhất thì Bác thương nhất, ai bất hạnh nhất trong cuộc đời thì Bác xót xa nhất. Chúng ta là nhà giáo, rồi nhất là chúng ta lại là cán bộ đảng, vốn là những người phải rất nhạy cảm với cuộc đời nhé. Các bạn hãy nhớ câu này này. Bác có thư cảm ơn đồng bào lúc đồng bào chúc sinh nhật 56 tuổi, năm 46. Bác bảo tôi năm nay mới 56 tuổi thôi, chưa đến tuổi để đồng bào chúc thọ đâu. Nhưng vì đồng bào quá yêu mến tôi, cho tôi nhiều hoa, nhiều bánh, tôi biết lấy gì để đền đáp đồng bào. Tôi chỉ biết làm việc tận lòng, tận tụy, làm đầy tớ công bộc suốt đời cho đồng bào. Ai cũng thấm thía, lãnh tụ và nói những lời gan ruột như thế. Và Bác nói một câu này, kết luận này: từ trước đến giờ tôi đã là người của đồng bào, thì từ giờ về sau và mãi mãi tôi vẫn thuộc về đồng bào. Đấy như một lời thề, một lời tâm nguyện ăn ở chung thủy suốt đời với dân. Trên 700 lần đến với dân lúc tuổi già sức yếu thì đủ hiểu Bác yêu thương dân đến như thế nào. Dù ở quê chỉ về 2 lần thôi, nhưng phải hiểu cho lòng Bác nhé, ở đâu với Bác cũng là quê hương. Ta hỏi Bác là: thưa Bác, quê Bác ở đâu? Khi mà ta tìm ra cái Hương Yên ấy, là quê ngoại của Bác, Bác bảo là Bác sinh ở Nam Đàn, tức là Hoàng Trù mà, nhưng mẹ lại mất ở Huế, bố lại mất ở Cao Lãnh, Bác chưa về bao giờ.
mà miền Nam với Bác ở trong trái tim. Máu của máu Việt Nam, thịt của vịt Việt Nam, cho nên với Bác đâu cũng là nhà, đâu cũng là quê hương chú ạ. Dù ít về quê nhưng Bác dành tình cảm cho quê hương đầm thắm lắm. Nếu các đồng chí nghiên cứu riêng cái chủ đề này thôi này, đáng viết bao nhiêu luận án thạc sĩ tiến sĩ này. Tìm hiểu giá trị và ý nghĩa những thư từ Bác gửi cho Nghệ An trong suốt cả cuộc đời Bác. Đấy, những cái chủ đề như thế là ít người đi vào lắm, phải nghiên cứu cho nó kỹ. Thư từ của Bác là một cái lĩnh vực rất độc đáo, đối mọi đối tượng, từ em nhỏ đến cụ già, từ người dân nghèo đến trí thức, thậm chí cả kẻ thù, ứng xử rất linh hoạt mà nhất quán với tư cách là một con người. Ta xem ai lại cái thời kỳ mà năm 46, thời kỳ 46 là thời kỳ nước ta nhiều đảng, đa đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng, rồi Việt Nam Cách Mạng Đảng, rồi đảng ta là Đảng Cộng sản, rồi Đảng Lao động, sau này gọi là Đảng Lao động, mà chính là Đảng Cộng sản. Đến mức mà ta phải nhượng bộ thỏa hiệp cho các đảng kia để giữ được đoàn kết dân tộc. Trong quốc hội có đủ các đảng phái, nó toàn công kích nói xấu Bác ấy, rất rất là thô bạo. Nó bảo thế này chứ: Hồ Chủ tịch không biết làm việc, suốt ngày chỉ viết thư. Bác bình tĩnh lắm, Bác không bao giờ có chuyện tự ái mặt đâu nhé. Bác đọc nguyên văn cái lời công kích này trên diễn đàn quốc hội, Bác bảo có người phê bình chỉ trích tôi rằng đã y lén. Tôi quả nhận cả thật là có viết thư cho đồng bào, nhưng tôi tiếc là còn viết được ít quá, tôi muốn viết nhiều hơn nữa cơ. Đấy là lời phản bác lại đấy. Càng viết thư nhiều cho đồng bào bao nhiêu, càng chứng tỏ đồng bào yêu quý chính phủ bấy nhiêu, và đấy chính là điều cho chúng ta vững mạnh. Thế là tự việc bác bỏ những cái kẻ xấu kia, Bác là thế. Thì thư từ của Bác với đồng bào, trong đó có Nghệ An đấy, là một đề tài rất là đặc sắc. Chỉ tiếc là ta chưa có nhiều công phu nghiên cứu đâu. Đấy. Ta xem Bác gửi thư cho các cháu thiếu nhi. Các cháu nó đi cổ động bầu cử bằng cách đánh trống ếch ở phố Nhà Trung Hà Nội, gần nhà thờ lớn. Bác có thư cảm ơn. Thư này cũng chính là một cái lời vận động chính trị của Bác ấy. Bác bảo là các cháu chưa đến tuổi công dân, mới có 12, 13 tuổi chưa đi bầu được, đi đánh trống ếch cổ động bà con đi bỏ phiếu cũng là yêu nước. Bác khen ngợi các cháu. Thế cơ mà, ngày mai là ngày hội của toàn dân, đồng bào đi bỏ phiếu bầu quốc hội, chứng tỏ nước ta có một nền độc lập thực sự. Đấy là Bác giáo dục chính trị nhé. Rồi gì nữa, năm nay các cháu mới 12, 13 tuổi thôi, Bác cũng mới chỉ có 56 tuổi thôi. 5-6 năm nữa các cháu đủ 18 tuổi là công dân đi bầu, Bác cũng mới 62 tuổi thôi. Nếu đi bầu, các cháu nhớ bỏ phiếu cho Bác. Bác vận động chính trị hay không các đồng chí? Các cháu đi bầu nhớ bỏ phiếu cho Bác. Còn nếu các cháu ứng cử, Bác rất vui lòng ủng hộ các cháu. Thầy cô nào dạy giáo dục công dân nhé, thì đây là những ví dụ có nhất kinh điển về vấn đề giáo dục chính trị của Bác uyển chuyển mềm mại đến như thế nào, chứ không có cứng nhắc giáo điều như chúng ta đâu. Bác như thế, các cháu ở Nam Định, Nam Định là một cái vùng truyền thống giáo dục mạnh lắm đấy các đồng chí nhé. Bao nhiêu nhân tài trí thức từ đây mà ra cả đấy. Nhưng mà thời trước ấy, Nam Định thì rất giỏi tiếng Pháp, tiếng Việt lại không trong sáng. Thế nền giáo dục mới ra đời mới phát động ngay phong trào là giữ gìn trong sáng tiếng Việt. Thế là các cháu Nam Định mới có một cái sáng kiến là viết một tờ báo, lấy tên là tờ tập viết, báo là báo tập viết, để học tiếng nói, tiếng viết trong sáng và viết chữ đẹp. Lại gửi báo tập viết biếu Bác. Bác bận trăm công nghìn việc như vậy Bác vẫn đọc. Đọc rồi còn có thư cảm ơn cơ. Bức thư của Bác lại viết bằng thơ mới độc đáo. Bác đây là gửi các cháu tập viết, tức là các cháu ở báo tập viết. Gọi là các cháu thôi là lúc bấy giờ, chứ còn bây giờ này, bây giờ thì các cháu này đều là giáo sư hết rồi. Giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo, rồi là nghệ sĩ nhiều lắm. Bắt đầu từ cái nôi này đấy. Gửi các cháu tập viết.
Bác đã nhận được báo biếu của các cháu, bác cảm ơn. Bác đã đọc hết. Bây giờ bác có mấy lời khuyên các cháu? Mấy lời khuyên này bằng thơ hết đấy các ông chí này. Một, ý tứ phải rõ ràng, lời lẽ nên phổ thông, câu kẹo nên chặt chẽ. Chúc các cháu thành công. Đến chúng ta cũng phải học chứ đừng nói các cháu. Ý tứ là nội dung tư tưởng phải rõ ràng, lời lẽ là diễn đạt phải phổ thông giản dị, không có cầu kỳ. Câu kẹo nên ngắn gọn, đừng có dây cà ra dây uống. Và chúc các cháu thành công. Thì bác giáo dục tự nhiên, hồn nhiên mà sâu sắc đến như vậy. Đấy cũng là một nét mà nhà giáo chúng ta phải học bác. Hay là nhà báo, ta cứ hỏi bác là bác có kinh nghiệm gì bác mách cho chúng cháu, sao mà bác viết ngắn mà lại hay, nói ngắn mà lại hay vậy? Bác khiêm tốn bảo bác chẳng có kinh nghiệm gì đâu, cứ làm đi thì rồi khắc có kinh nghiệm. Phải làm đã chứ. Còn cái mà các cháu gọi là kinh nghiệm thì bác chỉ mách nhỏ các cháu mấy câu thôi. Cái điều gọi là mách nhỏ đó đấy, hóa ra là một tổng kết lớn nhé, mà cả cán bộ đảng, nhất là cán bộ tuyên giáo, lẫn các nhà giáo phải học bác. Bác bảo trước khi nói và viết, các đồng chí làm lãnh đạo phải viết chứ. Các nhà giáo nói suốt ngày, trước khi nói và viết về cái gì, phải suy nghĩ kỹ, phải đặt cho mình 4 câu hỏi. Có hiểu rõ hãy làm. Thứ nhất này, nói và viết về cái gì? Ta gọi là đề tài, có đúng không? Thứ hai, nói và viết để làm gì? Ta gọi là mục đích. Soạn giao án, mục yêu cầu này. Thứ ba này, nói và viết cho ai? Đối tượng. Nói cho người lớn khác, nói cho trẻ nhỏ khác, nói cho trí thức khác, nói cho nông dân khác. Thậm chí nói với kẻ thù phải khác. Này, rồi gì nữa? Nói và viết như thế nào? Đó là phương pháp. Đề tài nhé, mục đích nhé, đối tượng nhé, phương pháp. Đấy, logic của bác chặt chẽ không? Thì chúng ta học bác bao nhiêu điều mà nó ứng với công việc hàng ngày của chúng ta, nhất là nghề giáo dục. Đấy, có kể bao nhiêu cũng vẫn là không đủ. Tất cả những điều đó chúng ta phải ghi nhớ để thực hành dần dần. Chúng ta sẽ cảm thấy áy náy không yên lòng nếu không nói về cô Huệ. Nhất là lại trên quê bác như thế này. Một thời ta cứ thần thánh hóa bác, làm khổ bác. Thời kỳ mà chúng ta chưa đổi mới, chưa có dân chủ là bao nhiêu, cứ coi bác là thần thánh. Mà ta lại lạ thế này này, quan niệm thần thánh rất là giáo điều nhé. Tức là thần thánh tức là không phải là người thường. Thần thánh là người đặc biệt, không phải người thường. Chứ không có chuyện trai gái, chuyện xác thịt nó mất thiêng đi, chứ không bao giờ kể được. Mà bác có khi gì đâu, bác chỉ có trong trái tim thôi. Chứ bác có cuộc sống riêng như chúng ta đâu. Cô Huệ là một mối tình hoàn toàn chỉ có trong tim, trong trái tim của bác. Một trái tim mênh mông chứa được tất cả mọi người. Cô Huệ kém bác 3 tuổi, nhưng lại mất sau bác 11 năm. Bác mất năm 69, mà cô Huệ đến năm 80 mới mất. Giải phóng miền Nam được 5 năm cô Huệ mới mất. Mà ta không bao giờ kể, bây giờ nhân chứng lịch sử đi hết rồi. Nhưng còn được chút chi tư liệu nào là quý chừng đó thôi. Mà cái dây dứt nhất của lòng ta đấy, đến giờ phút này chưa tìm được mộ cô Huệ. Còn bác thì yên nghỉ trong lăng. Bố bác lại nằm một nơi còn lại ở tít xa xôi Cao Lãnh Đồng Tháp. Chưa bao giờ ta đến, chưa bao giờ bác đến. Còn các đồng chí có thể đến để viếng. Cô Huệ với bác là anh em, là bạn bè thân thiết từ lúc nhỏ. Mà lớn lên đến tuổi trưởng thành thì tình yêu chớm nở. Chớm nở rất cảm động vì hai người cùng học chung một thầy. Thầy đó lại dạy chữ Hán cho cả hai anh em. Mà thầy ấy lại chính là bố bác. Cho nó mới nảy nở một cái tình cảm thân thiết như thế. Mới chớm nở tình yêu thôi, bác đã hy sinh. Vì cuộc đi dài 30 năm không cho phép bác ràng buộc vào bất cứ ai. Bác là con nhà quan. Cô Huệ cũng là con nhà quan đấy chứ.
Bố bác là quan phó bảng ở bộ lễ, tức là bộ giáo dục hay bộ văn hóa đấy. Bố cô Huệ là Lê Quang Hưng ấy. Lê Quang Hưng là quan ở bộ công trong triều đình. Thế là hai vị quan đều thanh liêm cương trực, triều đình nó có tín nhiệm đâu, nó ghét bỏ. Cái ngày mẹ bác mất, tại sao bố đi vắng? Bố đi vắng bởi vì nó điều bác đi tít, bố bác tít tận núi rừng Thanh Hóa để chấm thi, để khảo thí. Có nhà đâu. Ông Cả Khiêm đi theo bố, chị gái ở lại trong quê chăm sóc bà ngoại. Ở Huế có bố mình bác là thế đấy. Thế thì bố cô Huệ cũng là quan, làm quan ở bộ công. Hai vị quan này cuối cùng đều rơi vào bi kịch. Nó cách trước hết, triều đình nó cách trước hết. Thực dân Pháp nó áp lực là xin thế là chống lại chế độ. Bố bác yêu dân thương dân, cụ thả hết tù chính trị ở Bình Khê đấy. Thế rồi là cụ thương dân nghèo, ngay những người và chẳng may mắc lỗi lầm tội cụ cũng xử nhẹ thôi. Làm quan với cụ là bất đắc dĩ thôi, cũng là một thứ nô lệ thôi mà, nhưng bỏ hết. Đau đớn nhất cho bác là lúc bác về Bình Khê ở Bình Định thăm cha, để tiễn biệt cha, để chào cha, để đi lên đường đi cứu nước, thì lại đến vào đúng lúc giông bão của bố. Triều đình nó cách chức, nó gọi về tận Huế để nó trị tội. Cuối cùng thì bố bác lưu lạc và tiết tận đồn điền Cao Xu Lộc Ninh, rồi sau đó về Cao Lãnh dạy học bốc thuốc cho dân làng. Chuyên cụ mất trong cô độc mà chỉ có dân làm tang, vì dân coi cụ là ân nhân. Thế còn bố cô Huệ cuối cùng chỉ thờ một ông già hát sẩm ở ngõ chợ Sài Gòn, ngõ hẻm Sài Gòn, lại gần với cái bến cảng Nhà Rồng, cho nên đi tiễn bác đấy chứ. Mà cô Huệ xinh đẹp lắm. Cô Huệ mang rất nhiều cốt cách của mẹ bác là bà Loan. Cô Huệ tiễn bác đi mà cầm tay bác mà khóc. Lúc bây giờ bác nó có cái thẻ làm công trên tàu tên là Văn Ba. Anh Ba có dặn thêm em điều gì nữa không? Bác bảo chuyến đi này rất xa, không hẹn được ngày về. Tôi không nỡ làm khổ Út Huệ. Tôi chỉ cầu mong Út Huệ ở lại được bình yên, mạnh khỏe, rồi có hạnh phúc. Cô Huệ càng khóc, mà bỗng nhiên cô thốt lên một câu đau đớn, nó vận vào đúng số phận của cả hai người. Nếu còn sống mà trở về thì hãy cố mà tìm nhau. Cả đời cô Huệ chờ đợi bác, có lấy ai đâu. Mà cả đời bác cũng mong ngóng cô Huệ chứ. Dù bác hy sinh hết cho dân, nhưng mà những đêm khuya thanh vắng, cô đơn một thân một mình trên một cái chiếc giường cá nhân, bác cũng là con người chứ. Bác vẫn nghĩ về cô Huệ chứ. Bác hỏi chúng ta là các chú có biết tin tức gì về cô Huệ không? Kể cho bác nghe. Thế cơ mà các chú, đúng là một con người. Thế thì cô bác trả lời như vậy, cô Huệ càng khóc. Và còi tàu cứ rục rã, bác bước chân lên tàu ở bến cảng Nhà Rồng. Bác đặt vào tay cô Huệ một cái gói nhỏ, một miếng lụa hồng, bọc bên trong là chiếc lược chải tóc. Bác nói một câu vội vã, đây là chiếc lược khi còn sống mẹ anh đã từng chải tóc. Bố mua cho mẹ ở Huế mà. Chiếc lược sừng này, bây giờ mẹ mất rồi anh lại đi xa, anh trao lại nó cho em. Có cái mối tình nào thánh thiện đến như thế không? Bác trồng một khóm hoa Huệ trong vườn bác, ta có để ý đâu. Bác là chủ tịch nước, bác hóa trang thành một ông già nông dân, ra tận chợ Đồng Xuân mua một bó hoa Huệ ngày Tết thắp hương cho mẹ. Và hoa Huệ lại là trùng với tên của một người con gái, Lê Thị Huệ của bác. Bác tặng hoa cho các cháu gái văn công vào biểu diễn, thường cứ một bông hồng đỏ, một bông Huệ trắng. Ta cũng không vô tình quá, ta không để ý nghĩa của nó. Bác tâm sự với ta một câu này này: suốt đời bác mang trong tim hình ảnh một người con gái, cô Huệ đấy. Đến tận cuối đời bác mới giải thích cho ta là bác không lấy vợ có lợi cho miền Nam hơn, có lợi cho cách mạng hơn. Đồng bào vất vả hy sinh như thế, bác lòng dạ nào mà hưởng niềm vui riêng. Các chú cứ giục bác lấy vợ, nhưng nếu các chú nghĩ được cho bác điều này, nếu đồng bào trong Nam biết tin ngoài Bắc cụ Hồ lấy vợ,
thì đồng bào phân vân đến thế nào. Chứ vì dân bác hy sinh hết, phải hiểu cho lòng bác như vậy chứ. Mà bác vẫn là một con người đầy tình cảm chứ. Mà tôi nói để các bạn biết, một người tài hoa đức độ như bác bao nhiêu phụ nữ yêu chứ. Nhất là thời gì ở bác hoạt động quốc tế cộng sản chứ, hy sinh hết. Nhưng mà rất lịch lãm. Lịch lãm thì đúng là một nhà văn hóa kiệt xuất. Đây, cô Huệ của chúng ta là thế. Thế rồi bỗng nhiên cô Huệ đi tu. Bởi vì cô nghe tin bác mất, mà đau đớn cho cô là đây không phải bác mất thật, mà đây là cái mất giả do báo chí phản động nước ngoài nó tung tin. Bởi vì bác bị tù 14 tháng ở Quảng Tây Trung Quốc, lính của Tưởng Giới Thạch nó bắt giam, nó giải bác đi 30 nhà tù, giam hãm bác 14 tháng liền, mất liên lạc với đảng với dân, trong nước cứ tưởng bác mất rồi. Thế là mới cử người sang tận nơi, sang Trung Quốc thăm dò, thì nó vẫn giam bác ở Quảng Tây. Là đảng ta mới đề nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc can thiệp, gây áp lực với Tưởng Giới Thạch để nó buộc phải thả bác ra. Thế là bác mới ra tù được. Thì cô Huệ lại đi tu mất rồi. Thì cô cứ tưởng bác mất thật, dù cái tin kia là tin giả. Bác còn bị bắt ở Hương Cảng, Hồng Kông năm 31, và nhờ có luật sư Lujibi cứu mới thoát chết. Chứ trong hồ sơ của bác, thực dân nó ghi là tử hình vắng mặt. Bác có án tử hình vắng mặt, nó điệu bác về Vinh là nó tử hình. Cho nên hạnh phúc cho dân tộc chúng ta là được cứu bác thoát chết nhờ luật sư Lujibi. Bác coi đó là ân nhân của bác, còn chúng ta coi là cụ là ân nhân của cả dân tộc Việt Nam đã cứu bác. Đấy. Thế chính vì thế mà cô Huệ đi tu, cứ nghe tin thường tật mất thật, có ngờ đâu đấy là cái mất giả. Thế là cô Huệ đi tu lúc còn trẻ, năm 42-43 cơ, mà năm 69 bác mất cơ. Bác mất bây giờ là 50 năm, cô Huệ mất đến bây giờ là 39 năm rồi, gần 40 năm rồi. Mà ta chưa tìm được nấm mộ của cô ta mới đau đớn chứ. Mà bác hỏi tin cô Huệ ta mới càng đau đớn hơn. Ở Việt Nam có người đã gặp cô Huệ. Cái người đó lại cùng quê với chúng ta, nhà văn Sơn Tùng. Ông là thương binh loại 1, còn có 3 ngón tay thôi. Ông cứ kẹp bút vào mà viết hàng nghìn trang về bác, cả cuộc đời dành cho mới viết về bác. Anh hùng lao động. Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng ôm lấy ông Sơn Tùng mà khóc. Tôi không ngờ anh có thể làm việc được trong hoàn cảnh như thế này. 3 ngón tay mà trong một căn phòng 8m2 chật trội nóng nực như một cái lò than ở ngõ chợ Khâm Thiên. Thủ tướng quyết định cho hẳn một căn hộ mà ông từ chối. Có cao quý ông đang chứ. Trí thức chúng ta phải học. Ông từ chối đấy. Tôi biết tấm lòng vàng của thủ tướng, tôi cảm ơn, nhưng tôi cho tôi được từ chối. Tôi mà nhận căn hộ này mang tiếng cho thủ tướng là thiên vị tôi. Vậy mang tiếng cả cho tôi là viết về bác để lấy căn hộ. Chứ trí thức đấy phải có lòng tự trọng là thế. Thì ông Sơn Tùng là một tấm gương để cho chúng ta noi theo. Bây giờ hôn mê vẫn nằm trong căn hộ 8m2 đó, mà nóng như thế này. Mà búp sen xanh thì bông huệ trắng thì bỏ dở ngổn ngang bản thảo trên bàn làm việc. Có dịp các chị đến thăm, người cùng quê với chúng ta cũng ở Diễn Châu. Mà gia đình chỉ có một nguyện vọng là nếu cụ mất ấy, thì đưa cụ về quê. Nhưng tôi phải nói trực tiếp với huyện ủy Diễn Châu cái chuyện này là vì thế. Thì tôi nhân đây ta kể về một con người mà liên quan đến bác đấy, lại đi gặp cô Huệ. Gặp được cô Huệ nhưng cô lại không tiếp. Đã đi tu rồi thì không tiếp nữa, giải thoát. Đến lúc mà nhà văn phải khóc, lấy tấm ảnh chụp chung với bác ở biên giới Việt Bắc ra, vì ông là nhà báo mà, đi mặt trận, để cô Huệ nhìn, cô Huệ tin, cô Huệ biết, cô khóc. Cô kể cho ta nghe, ta mới biết là chính cô là người dẫn đường đưa chị gái bác là bà Thanh lặn lội vào tận Cao Lãnh để tìm mộ cha. Và cô còn kể cho ta nghe là khi mà bác đưa chiếc lược cô khóc như thế nào. Khi nghe tin bác mất cô khóc như thế nào, mà cô cứ đinh đinh rằng thật, đấy là thật. Thế và trong lúc kể cho ta nghe như vậy, cô dặn thế này này.
Tôi kể để các ông nghe và biết vậy thôi. Tôi cấm các ông nói gì về tôi trên báo chí chừng nào tôi còn sống. Đấy. Và nhà văn phải thề, phải hứa với cô như vậy. Đến khi cô mất say sau đó thì mới bắt đầu công bố dần dần từng tư liệu. Và cuối cùng là Búp Sen Xanh. Cái tác phẩm này phải có lời giới thiệu của Thủ tướng Phạm Văn Đồng mới in được đấy. Bây giờ đổi mới rồi ta mới thấy thông thoáng thế này, chứ trước đây là một cái điều cấm kỵ đấy. Đấy. Trên các bạn, nhất là các thầy các cô, hãy tranh thủ thời gian đọc lại toàn bộ Búp Sen Xanh nhé. Bây giờ không chỉ có Búp Sen Xanh đâu, Bông Huệ, Bông Sen Vàng này, Hoa Dâm Bụt này, Trái Tim Quả Đất này, Bác Ở Nơi Đây này, tất cả bao nhiêu câu chuyện. Rồi cái bộ phim là Hẹn Gặp Lại Sài Gòn, hay là Cuộc Chia Ly Bên Bến Nhà Rồng, thì sẽ dựng lên được toàn bộ cái câu chuyện bác và cô Huệ như thế nào. Là một. Ngoài ra các bạn tìm đọc thêm một cuốn sách rất là công phu của một nhà văn quân đội, thiếu tướng nhà văn Hồ Phương. Cuốn này là chỉ viết riêng về cha và con, tức là việc bác vào Bình Khê để gặp cha tiễn biệt, mà gặp cha lúc cha đang đau đớn, đang mất chức. Là như vậy. Thế thì người ta gọi đấy là cuộc chia ly có tính chất lịch sử. Gặp nhau ở Bình Khê là để chia ly, có tính chất lịch sử, không bao giờ gặp lại. Cuốn sách này lại được Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp giới thiệu. Thì cả hai tác phẩm ấy cho chúng ta độ tin cậy về thông tin để hiểu thêm một phần Bác Hồ của chúng ta với tư cách là một con người. Trong đó có một con người nhà giáo, thầy giáo của chúng ta. Đấy là những câu chuyện đặt ra. Bây giờ có một bài thơ, một bài thơ mà bác viết cho cô Huệ mà ta biết, ta có biết không? Ta đọc, ta giảng rồi mà ta có biết không? Nhất là các thầy, các cô dạy văn, học từ đại học sư phạm, rồi sau đó đi dạy, mà ta không hề biết rằng bài ấy là bài viết về cô Huệ. Nhật ký trong tù đấy. Tiếng Hán là ngục chung nhật ký, 133 bài cơ mà. Bài cuối cùng là bài viết về cô Huệ đấy chứ. Ta dịch ra ta thấy rất lạ, đưa cho bác đọc để bác hỏi, hỏi thêm bác về thông tin. Bác cười, bác bảo các chú chưa hiểu hết bác đâu, để bác dịch lại cho. Bởi vì là không có đầu đề, có mỗi con số 133 thôi ở cuối con sổ tay. Ta biết dịch thế nào? Ta dịch tạm là vô đề. Vô đề tức là không có đầu đề. Núi ấp ôm mây, mây ấp núi, lòng sông Hương sáng bụi không mờ, bồi hồi dạo bước Tây Phong lĩnh, trông lại trời Nam nhớ bạn xưa. Nam Chân và Khương Hữu Dục dịch như thế là đã rất hay rồi, bác vẫn chê. Bác dịch lại, bác dịch lại vì bác là người trong cuộc chuyên hay hơn rất nhiều. Thứ nhất, bác đặt đầu đề đã. Thế là bây giờ trở đi nó có đầu đề, không còn là vô đề nữa. Mới ra tù tập leo núi, cho thân thể đỡ tiều tụy để về với dân với đảng. Sau 14 tháng bị đọa đầy, nào, răng rụng tóc bạc, ghẻ lở đầy thân, mắt mờ chân trần. Mà bác đã từng viết câu thơ là đáng khóc mà ta cứ hát tràn, hòa lệ thành thơ tả nỗi này. Xiềng xích chân tay từ mờ sáng đến đêm khuya, ngủ cả trên đống rơm đống dạ, bác phải viết là ngồi trên hố xí đợi ngày mai. Đấy. Ghẻ lở đầy người như vậy mà bác vẫn có thể trào phúng được. Đầy mình đỏ tím như hoa gấm, sột soạt luôn tay tựa gầy đàn. Ta xem bác là thế. Làm thơ được trong hoàn cảnh tăm tối đó thì cũng là một điều phi thường. Thế cái bài cuối cùng là thế đấy. Bác dịch lại, bác dịch ngược lại. Mây ấp núi, núi ôm mây, lòng sông sạch chẳng mày mây bụi hồng. Ta dịch là bồi hồi. Bác bảo các chú dịch chung quá, bác xóa đi, bác chữa thành bồi hồi. Bồi ngồi dạo đỉnh Tây Phong, trông về cố quốc chạnh lòng nhớ ai. Chạnh lòng biết chua xót chứ, bồi ngồi biết buồn tủi chứ. Đúng thân phận của người mới ở tù ra là bác. Nhớ ai đây? Chính là cô Huệ đấy.
không chỉ là đồng bào đồng chí đâu, trong cõi riêng tư của bác đó là cô Huệ. Cho nên bác từ chối không lấy vợ cũng chính là để giữ trọn lòng chung thủy với một người yêu dù chỉ có trong tim. Đặc biệt nữa, bác từ chối luôn cả huân chương. Bác bảo bác chưa xứng đáng được nhận huân chương. Bác mới đi đến nơi mà chưa về đến chốn. Đợi giải phóng miền Nam xong đã, đồng bào cả nước gắn huân chương cho bác cũng chưa muộn. Rồi bác đi có kịp nhận đâu. Trên lúc bác ra đi, trên ngực áo trống không, không một tấm huân chương nào. Chúng ta thì rất nhiều huân chương huy chương bác có đâu, nhưng mà cả khoang ngực này là ướt. Nước mắt của 6 bác sĩ thay nhau hồi sức cấp cứu cho bác mà tim bác không đập lại. Cho nên thật ra đấy, tim bác ngừng đập từ 9 giờ cơ. Còn 9 giờ 47 phút mà ta thông báo đấy là cộng cả giờ cấp cứu đấy chứ. Mà không được, các thầy thuốc cố hết sức mà tim bác không đập lại. Nước mắt nhòa hết trên ngực áo bác, chỉ cầu mong có một phép màu được chiết thay cho bác thôi, mà không có. Nếu được chiết thay cho bác cũng là điều hạnh phúc, mà không có cái phép màu này đành chịu. Thủ tướng Phạm Văn Đồng xót xa lắm chứ, bảo thôi đừng làm nữa, đau lòng lắm, để bác đi cho thanh thản. Thì bàn tay các thầy thuốc rời khỏi ngực bác, kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ 47 phút. 9 giờ hay 9 giờ 47 phút vẫn nằm trong khoảng giờ viết di chúc. Mỗi năm viết một lần, mỗi lần viết một giờ, từ 9 giờ đến 10 giờ thì bác đi trong khoảng giờ đó. Bác đọc tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 thì sau 24 năm liền làm nguyên thủ quốc gia, bác vĩnh biệt chúng ta đúng mùng 2 tháng 9. Mà mãi sau bác mất 20 năm đảng mới nói rõ cái chỗ này. Chứ lúc đầu nói chệch ra là mùng 3, vì không muốn để dân buồn, ngày lễ ngày tang nó trùng nhau. Bây giờ đảng thấy phải nói rõ nói đúng và công bố toàn bộ di chúc của bác cho chúng ta biết, để tất cả nước kỷ niệm bác cho nó thống nhất. Các đồng chí xem cái chương trình tối hôm qua đấy, trong đó có cả đoạn nói về vấn đề gìn giữ thi hài bác lâu dài, an toàn tuyệt đối, để thỏa lòng mong ước của toàn đảng toàn dân đấy, là nơi hội tụ cả thế giới về đây. 60 triệu lượt người đã vào viếng bác suốt 40 năm qua, trong đó có 10 triệu khách quốc tế, và có 200 đoàn nguyên thủ quốc gia đã vào lăng viếng bác. Đấy, nó như một cái đài hoa vĩnh cửu, cái ngôi nhà vĩnh cửu để cho bác thanh thản cõi vĩnh hằng là như vậy. Đặc biệt nữa, chúng ta cũng không bao giờ quên được hình ảnh của bác Hồ. Khi mà đến phút chót, bác chỉ nhắc đến dân. Tại sao mà gối nằm của bác lại ướt? Nước mắt nhỏ xuống đúng hai cái giềng gối này, nhất là ngày cuối cùng. Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đến thăm, thay mặt Trung ương mời bác rời Hà Nội, đưa bác về một cái vùng xa Hà Nội 60 cây. Các đồng chí đến cả rồi đấy, đồng chí nào chưa đi thì phải đi nhé. Đá Trông, Đá Trông là Ba Vì, Sơn Tây, là nơi mà để thi hài bác. Đưa bác về đó để bác yên tĩnh mà dưỡng bệnh. Bởi vì Hà Nội tình huống xấu nhất là có thể mất. Mất với nghĩa là nó sẽ chìm trong biển nước. Nó đánh đê, không còn sót một đoạn đê nào Mỹ đấy, thì không giữ được, thì mênh mông nước chìm trong biển nước. Và vì vậy mời bác đi để cho đảng yên tâm, dân yên tâm. Bác có đi đâu? Bác khóc. Bác bảo bác không đi đâu cả, để bác ở đây thôi. Đã đưa bác từ nhà sàn xuống nhà cấp 4 rồi. Nhà sàn thì phải leo cầu thang, các thầy thuốc không cho ở nữa vì nó nguy hiểm cho bệnh tim của bác lắm. Ở cái nhà cấp 4 gọi là nhà 67, nó là cái hầm tránh bom đấy chứ. Bây giờ là chỗ để bàn thờ bác là thế đấy. Ta vào thăm ai cũng khóc. Cái giường của vĩ nhân là một giường cá nhân, chăn đơn gối chiếc, vẫn còn nguyên cái quạt mo cau của Nghệ An biếu bác. Trên giường
cái quạt lá cọ của tỉnh Phú Thọ biếu bác vẫn trên giường. Nóng nực như vậy, bác cứ phe phẩy cái quạt. Bảo mang quạt máy vào, bác bảo ở đây có cây rồi, đủ bóng mát rồi. Dân mình suốt ngày ngoài đồng ruộng, nắng nôi như thế lấy đâu ra quạt. Mang ngay vào cho trạm điều dưỡng thương binh, ở đó các chú cần hơn. Tất cả chỉ xoay quanh chữ dân thôi. Cho nên ấy, bác nói là bác không thể bỏ dân mà đi được. Bác nói thêm này, đưa bác đi, các chú chỉ đưa được một mình bác thôi, còn dân các chú tính sao? Còn dân các chú tính sao? Đưa bác đi chỉ đưa được một mình bác thôi. Và vì vậy bác ở lại với dân. Trước lúc ra đi, bác hỏi đúng ba câu. Thứ nhất, chiến trường miền Nam hôm nay thắng ở đâu? Trong phòng bệnh của bác treo cả bản đồ chiến sự để chỉ những chỗ thắng cho bác. Mà càng nghe bác nói nghe là bắn rơi một máy bay của cái đơn vị pháo phòng không, bác mừng lắm đấy. Rồi trong Nam là Bình Dương thắng lớn, Đồng Nai, Biên Hòa thắng lớn, bác rất vui. Thế thì bác còn tặng cả lãng hoa cuối cùng cho đơn vị trực chiến phòng không không quân Hà Nội cơ mà. Đấy, thượng tá tướng Phạm Thanh Ngân, anh hùng lực lượng vũ trang, bắn rơi 8 máy bay Mỹ đến báo cáo bác đấy, là như vậy. Đặc biệt nữa này, câu thứ hai, đê vỡ có nhiều không? Có kịp sơ tán dân đi không? Và câu cuối cùng dành cho chúng ta, sắp đến ngày khai giảng rồi, các chú chuẩn bị trường sở, sách bút cho các cháu đến đâu rồi? Ta xem, cả một đời vì nước, vì dân, quên nỗi mình đau để nhớ chung. Nhắc ba câu ấy là đủ biết kết tinh tất cả cuộc đời sự nghiệp của bác. Cái bản di chúc này có 1.000 từ thôi, bác dành hết cho đảng, cho dân, cho chúng ta. Bác chỉ lấy ra đúng 79 từ nói về bác, việc riêng tang lễ. Mà nói về cái tang lễ cũng lại chỉ thương dân, không muốn dân tốn kém. Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, lãng phí trì giờ tiền bạc của nhân dân. Tôi gửi lại muôn vàn tình thương yêu cho đồng bào, đồng chí, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào đến bạn bè quốc tế. Điều mong muốn cuối cùng của tôi là một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào cách mạng thế giới. Cái đoạn ấy đúng 79 từ mà bác lại viết đúng là lúc 75 tuổi. Thì ta thấy linh thiêng như thế nào. Bác biết cả tuổi, bác biết cả mệnh, bác biết cả mệnh. Ta xem, tâm linh là như vậy, không có gì thần bí đâu. Chỉ vì bác là người trực giác, linh cảm rất diệu kỳ, bác biết trước tất cả mọi điều sẽ xảy ra. Thế cho nên khi chữa di chúc các năm sau thì nó không còn 79 nữa, 79 từ nữa, nó dài thêm ra. Chỉ vì xung quanh cái chuyện bác dặn đốt bác đi. Đốt tức là hỏa táng. Mà hỏa táng rồi thì chôn xuống đất, chôn trên đồi cho nó đỡ tốn đất ruộng của dân. Bác lại dặn là nếu như tôi đã qua đời mà miền Nam chưa được giải phóng thì xin gửi lại một ít tro xương cho đồng bào miền Nam. Miền Nam trong trái tim tôi là thế. Đây là một sự hóa thân. Đến thân thể tro xương của mình cũng không nghĩ là thuộc về mình nữa. Là một nhà giáo, nhà ngôn ngữ, bác tinh tế lắm. Lấy bút đỏ gạch chữ xương đi, chỉ để chữ cho thôi. Các thầy các cô dạy văn hãy đặc biệt chú trọng. Nói cho xương là nói văn nói, khẩu ngữ. Còn nếu đã văn viết mà là hỏa táng còn có cho đấy chứ. Cả đời người một bình cho đấy chứ. Tố Hữu mượn ý này để viết bài thơ Vĩnh Biệt Cuộc Đời Khi Mất đấy. Mà nói cho chúng ta đây, cho thanh niên. Xin tạm biệt đời yêu quý nhất, còn mấy vần thơ một nắm cho, thơ tặng bạn đời cho gửi đất, sống là cho và chết cũng là cho. Một đằng là cho cốt, một đằng là hiến dâng. Đấy là những điều cao cả và thiêng liêng. Và trong di chúc bác lại dặn là cho cả nước, không riêng miền Nam.
cho mỗi miền một hộp, cho chia đều vào 3 hộp sành, cho mỗi miền một hộp, đồng bào mỗi miền tìm đồi cao mà chôn hộp cho đó xuống, cho đỡ tốn đất ruộng. Chỗ này bác không nói ra, nhưng bác tinh tế vô cùng. Nước mình lãnh thổ dài dằng dặc như vậy, bác không muốn dân vất vả khi thăm viếng, trên chỗ nào cũng có thể viếng được bác. Bác mới dặn là cho chia đều cho 3 miền. Đúng là một con người cao thượng. Cho đến lúc chết ý, không còn sự sống, cũng không tiếc sống, chỉ tiếc một điều không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Cái niềm tiếc nuối này cũng là một điều tiếc nuối cao thượng. Ở đây về mặt ngôn ngữ, dù không còn nhiều thời gian, tôi chỉ nói một câu thôi này. Ta phải phân biệt hai cái chữ này nhé. Bác là giản dị, chứ đừng có nghĩ bác giản đơn. Bác giản dị chứ không hề giản đơn. Giản đơn là hời hợt bề ngoài, giản dị là phải tột cùng sâu sắc, phong phú mới giản dị được. Bác là giản dị không giản đơn. Là một, trong di chúc bác nói là người suốt đời phục vụ tổ quốc, nhân dân và cách mạng. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận. Hối hận thì không, nhưng mà ân hận thì có. Ân hận tức là niềm tiếc nuối. Ân hận chính là nỗi đau của bác. Nỗi đau đời, đau người, nỗi đau nhân thế, nỗi đau thế giới. Bác kể cho ta nghe là bác có 3 lần 3 điều ân hận. Ân hận thôi nhé, chứ không phải là hối hận. Hối hận là sai nha. Còn đây là ân hận là tiếc. Điều thứ nhất, đến Liên Xô muộn quá. Năm 1953 mới đến được nước Nga, không gặp được Lenin. Không được gặp Lenin dù lấy một lần, bác coi đó là một điều ân hận. Chứ nếu gặp Lenin có thể khác đấy. Cái ông Stalin, ông làm khổ bác lắm. Ông làm bác điêu đứng. Mà phải một người nghị lực phi thường như bác mới vượt qua được. Bác sáng tạo quá, mà ông ta thì chuyên chế, độc tài, mất dân chủ, chỉ muốn mọi người nghe mình thôi. Bác vượt lên hết. Ông ta dị ứng với bác lắm, làm khổ bác lắm đấy các đồng chí. In trong đảng mình lúc đầu cũng không hiểu bác đâu, còn kỷ luật bác cơ mà, còn hủy bỏ cả cương lĩnh của bác nữa cơ mà. Trên đây là cả một tấm gương về nghị lực vượt qua mọi sóng gió, nghiệt ngã oan trái của cuộc đời để vững một niềm tin. Bác ân hận là chưa gặp Lenin lấy một lần. Ân hận thứ hai mới xót xa chứ. Các bạn có biết cái lán Nà Lừa ở Tuyên Quang không? Mà bác thập tử nhất sinh ấy, tưởng chết rồi cơ mà. Đồng bào người Tây đã khóc bác, làm tang cho bác rồi cơ mà. Đang bối rối như vậy thì một ông cụ già từ trong rừng đi ra, mà ta biết là có nghề làm thuốc, mới gọi vào để bắt mạch cho bác. Bác, ông cụ già cầm tay bác nằm thoi thóp trong cái lán Nà Lừa Tuyên Quang. Cụ thốt lên này: 9 phần chết 1 phần sống. Cụ dặn là nấu ngay một nồi cháo loãng cho tôi, đợi tôi đi về. Một lúc sau cụ về, mấy cái nắm lá rừng, tức là thuốc đấy, mấy cái củ mài, cụ bảo rửa sạch thái nhỏ, nấu vào cháo cho bác ăn. Nhờ bác cháo ấy mà bác thoát chết. Mà bác về được Hà Nội, cáng bác về qua Thái Nguyên, về Hà Nội đọc tuyên ngôn đã hết sốt đâu, vẫn mệt lắm mà bác gầy như thế. Nhưng mà lúc bác tỉnh, lúc mê, bác cứ cầm tay Võ Nguyên Giáp chứ. Dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải dành cho được độc lập, thì cụ già đang bắt mạch cho bác, thì bác có biết đâu. Đến khi tỉnh dậy kể cho bác nghe câu chuyện về cụ già cho ăn bát cháo và nói như vậy, bác bảo đi tìm ngay cụ già cho bác. Ý là bác cảm ơn. Cảm chịu ơn thì phải cảm ơn. Mà suốt từ đó đến tận khi bác mất, không tìm được tin tức gì của cụ già cả. Bây giờ nó lui vào thành cổ tích, thành huyền thoại. Đấy, ta xem, bác ân hận điều thứ hai là như vậy. Điều thứ ba mà bác ân hận là một người suốt đời vì dân, vì nước, thương yêu miền Nam, thương nhớ miền Nam như vậy, đến lúc ra đi không được thấy miền Nam giải phóng.
Dù tin thì bác rất tin, không gặp được đồng bào miền Nam, bác coi đấy là một điều ân hận. Chuyên phải giữ lại lâu dài thi hài bác để thỏa lòng mong ước của miền Nam là thế đấy. Các bà má miền Nam chỉ dặn con một câu thôi mà: con ra thưa với cụ Hồ, đất này chỉ một ngọn cờ vàng sao, mà không gặp được. Đấy, ba điều ân hận tiếc nuối của bác như vậy, còn hối hận thì không. Di chúc không bao giờ buồn, cả đời bác không bao giờ buồn, lúc nào cũng vui và lạc quan, cốt là để chúng ta vui thôi, chứ còn lòng dạ bác như lửa đốt. Nhưng mà đau thì bác đau đến tận cùng nhân thế, đến mức mà phải bộc phát nói lên trong di chúc này: tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa của các đảng anh em. Thì cái nỗi đau này vĩ đại lắm. Và bác mới nói với dân này nhé: mỗi người có một nỗi khổ riêng, mỗi gia đình có một nỗi đau riêng, cộng tất cả nỗi khổ đau đó lại là nỗi khổ đau của bản thân tôi. Đấy, ta hiểu bác hiểu như thế nhé, để thấy hết vì dân vì nước như thế nào. Có kể bao nhiêu cũng vẫn là không đủ, nhưng mà chỉ bấy nhiêu thôi đã cho chúng ta thêm tình thương yêu suốt đời với bác. Nằm trên giường bệnh mà bác có ăn uống gì đâu, ta còn giữ được nhật ký chữa bệnh từng ngày cho bác. Hai thìa cháo loãng bác không ăn hết, hai thìa sữa cũng không nuốt nổi, mạch máu ở cổ giãn hết, trong cổ họng thì nó vỡ cả mạch máu bên trong. Giáo sư hàng đầu là Trần Hữu Tước về tai mũi họng thường xuyên được trung ương gọi về để hàn các mạch máu trong cổ bị vỡ cho bác. Nhưng bác có nói được đâu, bác nhìn chúng ta bác khóc là chính, còn cố nói được câu nào là đau đớn câu đó. Thế mà tại sao bác lại rất vui khi thấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những học trò yêu quý của bác vào thăm, bác rất vui. Bác cầm tay Thủ tướng mà bác không nhìn rõ đâu, đáy mắt chảy máu tận bên trong, đã chữa cho bác rồi, bây giờ nó lại mờ đi. Bác bảo: chú Tô đâu? Tô là bí danh Thủ tướng mà. Thưa bác còn dặn thêm điều gì nữa không? Bảo chú tính cho bác quốc khánh lần thứ bao nhiêu? Bảo thưa bác 24 năm. Bác bảo hai giáp đấy chú à. Và bác dặn tiên này: nấu cho bác một bát cháo đầy. Mọi ngày hai thìa không ăn được, hôm nay bác dặn một bát đầy, lời thiêng của người sắp ra đi mới như thế chứ. Bác cố ăn bằng hết bát cháo để có sức, mai bác ra với đồng bào bác nói dăm câu. Như vậy là có muốn đi cũng phải chào dân, vĩnh biệt dân rồi mới yên lòng mà đi được. Ý bác là như vậy. Bác dặn là tiêm thêm thuốc trợ lực cho bác, để bác có sức mai bác ra với đồng bào dăm phút thôi. Bác biết hết. Và bác nói tiếp câu này này: trận này xem ra khó qua lắm các chú ạ. Nói với đại tướng, ai cũng khóc. Thế là biết rằng không qua được, tỉnh táo đến như vậy, chấp nhận quy luật của muôn đời. Bác còn dặn là tiêm thêm thuốc cho bác để bác ra với dân cơ mà. Cái cô y tá Ngô Thị Oanh 21 tuổi của quân đội cử về chăm sóc bác, thế là cứ hàng ngày xoa tay cho bác, để tay bác ấm nóng trở lại như ngày xưa, bây giờ nó cứ lạnh. Tố Hữu lấy nguyên bàn tay bác, bàn tay nguyên mẫu đấy chứ, bàn tay con nắm tay cha, bàn tay bác ấm vào da vào lòng, bây giờ phải vuốt cho bác cho nó ấm nóng lại. Rồi chợt nhìn vào móng tay của bác thấy đã dài, thế là nghẹn ngào cắt móng tay cho bác, vừa cắt vừa khóc. Chạm cả vào phần da non này, bác vẫn còn sống, bác vẫn còn cảm giác là đau, bác rụt tay lại. Ta nhìn trên người bác, cái ga mỏng đắp cho bác vẫn động này, tim bác vẫn đập. Còn cái mảng điện tâm đồ nó chạy thẳng băng thế này là bác đi rồi. Và những chiếc móng tay của bác ta gìn giữ 50 năm nay trong một hộp thủy tinh bé xíu trong suốt. Lấy khăn mặt nước nóng lau mặt thêm cho bác một lần nữa. Mở khăn mặt ra tất cả òa lên khóc.
vì có 7 sợi râu Bác để lại cho chúng ta cũng gìn giữ suốt 50 năm. Hơn thế nữa, ngày Bác mất đầy tuôn nước mắt, trời tuôn mưa, mưa tầm mưa tã, nhưng bắt đầu cử hành lễ viếng và lễ truy điệu thì trời hừng nắng, cũng linh thiêng lắm đấy các đồng chí. Ta đừng có mê tín dị đoan thôi, đừng có thần bí thôi, chứ những điều này là điều cũng rất linh thiêng. Hơn thế nữa này, tại sao mà khi Bác mất, Tố Hữu mãi đến khi cử hành viếng Bác mới có thơ Bác ơi? Vậy ở Việt Nam ai là nhà thơ có thơ khắc Bác đầu tiên? Các cô giáo tiểu học hãy ghi nhớ nhé, hãy tìm bằng được toàn bộ thơ của Trần Đăng Khoa nhé. Em bé thần đồng thơ ca 10 tuổi đấy, em bé là đầu tiên có thơ khắc Bác đấy. Bây giờ Trần Đăng Khoa đã 61 tuổi rồi, đã là phó chủ tịch hội nhà văn rồi, lúc bây giờ có 10 tuổi thôi. Em có cả một chùm bài thơ về Bác, bây giờ ta dùng làm tài liệu rất quý cho các cháu nó học nhé. Ảnh Bác Hồ hồi lớp 2 này, Bác ơi cháu đến đây rồi lúc lớp 3 này, cháu thề phấn đấu suốt đời lúc Bác mất lớp 4 thôi. Em bé bị bệnh thiên đầu thống, phải mổ mắt ngay không thì nổ mất. Mà lúc nghe tin Bác mất giật phát cả mảnh băng ra, khóc òa lên. Và bác sĩ phải an ủi băng lại cho. Và trên giường bệnh em bé viết ngay cái bài thơ để tang Bác. Hóa ra là người đầu tiên có thơ khóc Bác, ngay khi thông báo trên đài Bác mất. Cháu thề phấn đấu suốt đời, cháu buốt ở nơi tim này, nơi đeo tang suốt đêm ngày Bác ơi. Một mắt cháu đã mờ rồi, cháu ngồi cháu khóc đất trời đổ mưa. Bác ơi cháu chẳng bao giờ còn mong gặp Bác, cháu chờ đã lâu. Bác cho chúng cháu mai sau núi sông bất khuất đẹp giàu sáng tươi. Cháu thề phấn đấu suốt đời nên người Bác dặn như lời Bác mong. Trần Đăng Khoa 10 tuổi nói hộ cho tất cả chúng ta. Còn mùng 6 tháng 9 bắt đầu cử hành lễ viếng suốt ngày đêm. Tố Hữu mới chạy từ bệnh viện về. Chiều nay con chạy về thăm Bác, ướt lạnh vườn rau mấy gốc dừa. Trái bưởi kia vàng ngọt với ai, thơm cho ai nữa hỡi hoa nhài. Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm, quanh mặt hồ im mây trắng bay. Nhà thơ đau tim rất nặng, Bác dục đi bệnh viện mới đi. Để cho Bác yên lòng thì đi, có ngờ đâu chưa kịp về Bác đã đi mất rồi. Trên mùng 6 về, ngồi khóc ở ghế đá vườn hoa nhà Bác, ngước nhìn lên, chuông ơi, chuông nhỏ còn reo nữa, phòng lặng, rèm buông tắt ánh đèn, đầy nước mắt. Tang lễ Bác xong rồi, ta còn đau đớn nữa cơ. Bởi vì đã đến lúc chúng ta phải chứng kiến Bác đi rất xa, đưa Bác đi Liên Xô. Thời bấy giờ là đóng dấu tối mật đấy. Bây giờ nguyên tắc mật là 50 năm mới được nói, thì bây giờ đúng 50 năm rồi. Chỉ có cách đó mới giữ được Bác. Nước mình xứ nhiệt đới, nước mình chiến tranh như vậy, chưa có chuyên gia, chưa có lăng, chỉ cốt tốt nhất là giữ gìn cho Bác thì chỉ có Liên Xô làm được. Rồi sau này đón Bác về sau, cũng như đảng ta quyết định là rồi sẽ làm lăng cho Bác khi có điều kiện. Thế là thế đấy. Nghĩ như vậy là đúng, vì đó là lý trí mách bảo. Nhưng mà trái tim thì nó chống lại. Ai nỡ để Bác đi như thế, biết bao giờ mới gặp lại Bác. Trên tất cả nước mắt đầm đìa, cứ đề nghị Trung ương giữ Bác lại. Cách mạng toàn thắng đến nơi rồi, các bà má trong Nam cả một đời chưa thấy Bác, hỏi Bác ở đâu thì biết ăn biết nói thế nào. Trên cái nước mắt của Việt Nam đau đớn ấy đấy, nó chạm được vào trái tim Xô Viết, những con người rất nhân hậu, đồng ý để Bác lại. Ta ra lăng viếng Bác nhé, toàn bộ là của Liên Xô hết. Công trình viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam đấy chứ. Và đến khi đưa Bác vào lăng thì ta mới thanh thản. Và Liên Xô cùng với chúng ta chăm sóc Bác suốt những năm dài chiến tranh ác liệt, từ Đá Trông về Hà Nội, nhất là những lần phải làm thuốc cho Bác.
Đấy là tất cả câu chuyện gì chúng ta đã biết. Cuối cùng, thế tại sao để bác lại nhưng lại đưa Tô Hữu đi? Ông là bí thư Trung ương Đảng, chứ đâu chỉ có nhà thơ. Ông không chỉ đau tim, ông còn bị ung thư máu. Cho nên Đảng quyết định phải cứu đi nhà thơ. Một nhà thơ lỗi là tài năng của chúng ta chứ, ngọn cờ đầu của cách mạng Việt Nam về thơ ca cơ mà. Ung thư máu thì nan giải lắm, phải đưa đi Liên Xô để bằng mọi cách cứu chữa. Mà đến Liên Xô, nhà thơ bình tĩnh dũng cảm lắm, hỏi thẳng thắn các giáo sư Xô viết một câu này này: xin nói cho tôi biết liệu tôi còn sống được bao lâu nữa. Câu hỏi này có ý lắm đấy các đồng chí nhé. Tức là bởi vì bác ơi chỉ là một bài thơ viết vội để kịp viếng bác thôi. Ông phải viết trường ca theo chân bác 500 câu cơ mà. Như đã tính đến. Thì bây giờ tôi còn sống được bao lâu nữa, có kịp không? Các giáo sư Liên Xô an ủi là: xin nhà thơ cứ yên tâm, nhiều khi ý chí nghị lực có thể chiến thắng được số phận. Nói như thế là hiểu rồi, biết là hiểm nghèo. Nhà thơ bình tĩnh vượt qua cái chết, chạy đua với thời gian 26 ngày đêm liền trên giường bệnh của Liên Xô, viết xong trường ca theo chân bác. Viết trong nước mắt, những dòng nước mắt đầm đìa trên bàn thảo với bác ơi. Và ông kể cho ta nghe là đau đớn nhất là đoạn viết về trái tim bác ngừng đập. Thôi đập rồi chăng một trái tim, đỏ như sao hỏa sáng sao kim, muốn òa nức nở như em nhỏ, nước mắt ta đành nuốt lặng im. Ta để đọc lại, nhất là các thầy các cô giáo, đặc biệt là dạy văn học, đọc lại toàn bộ để hiểu thêm bác và hiểu thêm nhà thơ, và qua đó là thấy mình ở trong đó. Thời gian trôi đi như vậy mà nửa thế kỷ nay, số phận cũng còn mỉm cười với Tố Hữu. Ông không đi ngay, ông còn kịp sống đến ngày miền Nam giải phóng, cách mạng toàn thắng, rồi mới về với bác. Cho nên chúng ta chỉ dặn nhau một câu thôi: yêu bác, lòng ta trong sáng hơn. Và với các nhà giáo, xin các bạn nhớ cho một câu này, coi như một lời chúng ta chúc nhau bước vào năm học mới này. Nghề nào cũng cần có tình yêu. Tình yêu càng lớn thì nghề nghiệp càng có ý nghĩa. Tình yêu như thế nào thì sự nghiệp như thế. Mà với nghề nghiệp của chúng ta vừa cao quý lại vừa nghiệt ngã. Bởi vì cái nghề dạy học này nó không cho phép đào tạo ra sản phẩm kém chất lượng, không được phép đào tạo hỏng, đào tạo ra phế phẩm. Cho nên chỉ có tình yêu và trí tuệ đạo đức của chúng ta mới cứu rỗi được thôi. Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát, nửa vầng trăng cũng vẫn mộng mơ, nửa sự thật không còn là sự thật, và tình yêu không một nửa bao giờ. Các bạn hãy đem tình yêu ấy cho Đảng, cho dân, cho thế hệ trẻ của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các bạn.